Triệu hồi cuồng triều ở mặt thế chương 178, con đường sống sót, 5. Ma huyết phong sát, cấp S, năng lực chủ động dùng máu của cổ ma làm chất dẫn, chỉ định phong ấn năng lực của đối thủ. Đồng thời, chỉ có ma huyết phong sát có thể phát huy hiệu quả. Đây rõ ràng là năng lực niêm phong. Mà kỹ năng cổ ma chọn, đúng là mệnh đấu của độc nhãn. Bây giờ, mày còn có thể làm gì đây? Chà 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 chà. Kèm theo tiếng cười quá dị, Cổ ma lại đấm vào eo của Độc Nhãn. Độc Nhãn không có mệnh đấu hỗ trợ, cơ bản không chịu được một đoàn mạnh như vậy, thắt lưng lập tức nổ tung. Nếu không phải vẫn còn huyết nhục tương liên, nếu không phải huyết nhục chi chương có thể tăng cường khả năng phòng ngự của nội tạng, chắc chắn Độc Nhãn sẽ chết tại chỗ. Lão đại, cứu tôi! Một cổ dao động tinh thần yếu ớt truyền vào trong đầu của Văn Vũ. Vẻ mặt của Văn Vũ lập tức thay đổi, lập tức kích hoạt hồn cảnh thứ hai. ầm! Uhm một đấm của cổ ma đấm trúng vị trí trên người của độc nhãn nhưng đã không còn gì cả chà 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 cái này chính là năng lực của hồn cảnh à năng lực của xúc bính cảm tri khiến cổ ma nhìn thấy mọi thứ một chân đá bay chu ma đi xa sau đó một thanh kiếm cực lớn xuyên qua cơ thể của chu ma với sự phối hợp của văn vũ và william chu ma chết ngay tại chỗ mà hai người phía sau Ngưu Ma cũng trao đảo dưới sự vây kích của Khương Văn Đào và Sở Tử Lăng. Ý thức tiến vào không gian hồn cảnh, vết thương của độc nhãn không ngừng được chữa lành. Đồng thời độc nhãn thông qua dao động tinh thần, nói hết tình hình chiến đấu cho Văn Vũ nghe. Cút về đây, đồ ngốc. Trong đám bụi bay trên bầu trời, giọng nói hung ác của cổ ma truyền ra. Ngưu ma lập tức trụ bỏ sở tử lăng phía sau, nhanh chóng tiến lại gần hướng của cổ ma. Lúc nãy, mày đang làm gì vậy? giọng của cổ ma vừa khàn vừa vang Ờ ờ. ngư ma nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh cổ ma nói những gì mà đám người của văn vũ không hiểu được từng. đúng vậy cái gì cũng không làm à chà 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 vậy tại sao mày không chết giọng của cổ ma càng lúc càng to mãi tới cuối cùng sắc khí cùng bạo thậm chí ngay cả đám người của văn vũ cũng đều nghe rõ đùng đùng em mờ thanh giòn giả cổ ma một tay nắm lấy cặp sừng sắt nhọn trên đầu của ngưu ba trong khi ba tay còn lại giữ thân của ngưu ma dùng sức mà vặn sức mạnh khổng lồ trực tiếp vặn đứt đầu của ngưu ma chà 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 đồ rác rưởi này không xứng ở trong ma tộc ta là cổ ma nhất tộc dĩ nhiên có quyền xử lý tên làm mất mặt chúng ta khuôn mặt gớm ghiếc được che đi bởi một nụ cười khó đoán cổ ma đang giải thích hành vi của nó cho đám người của văn vũ nhưng lại khiến họ lạnh sống lưng hơn trong trường hợp mất đi sức chiến đấu của độc nhãn thực lực của cổ ma và năm người có mặt cơ bản không thể so được mọi người bỗng dưng im lặng cổ ma đi từng bước về phía mấy người áp lực mang đến cho đám đông càng ngày càng mạnh chúc phúc hồn sủng mệnh đấu đã không thành công huyết ma cổ đại đã bị phong sát làm hồn sủng thêm vào cũng mất đi hiệu quả thêm hồn sủng vào huyết nhục chi chương một sức mạnh thần bí bao quanh cơ thể văn vũ, anh tức khắc cảm giác được cơ thể xuất hiện một sự thay đổi không thể giải thích được. Anh lấy thuốc hồi phục thể lực, nhỏ, từ trong nhân không da ra, uống một ngụm xong cảm giác đánh mất thể lực vừa rồi rất nhanh đã khôi phục lại sau đó văn vũ lại đem bình thuốc cùng bạo ra. Một vị chua chát lan ra từ trong miệng, theo sau đó là một cảm giác tràn đầy sức mạnh không gì sánh nổi, văn vũ trong trạng thái chiến đấu lại uống thêm thuốc cuồng bạo, thể chất cơ thể trực tiếp tăng lên 224 điểm. Tham lam chi xúc nhanh chóng biến dài ra, vang vũ chậm rãi đi về hướng của cổ ma. Giết nó, hoặc là bị giết. Không có thỏa hiệp, dù cho thực lực chênh lệch quá nhiều cũng sẽ không nhân nhượng. Ở phía sau, William và Khương Văn Đào theo sát mà tiến công. Chết tiệt, ông đây đúng thật là điên rồi. Đi đánh với một con quái có thể giết tôi bằng một cú rắm, con mẹ nó. Miệng sở tử lăng thì chửi bới nhưng anh ta chỉ chần chừ không đến một giây đã hung hăng cắn chặt răng trực tiếp đi theo đám người văn vũ. Mấy người có mặt ở đây, thậm chí đã bảo vệ Fina khỏi người chức nghiệp và cổ ma trước mặt, đương nhiên phải quyết sống chết. Trong nhiều trường hợp khi chiến đấu, dù cho biết trước kết quả là thất bại nhưng vẫn phải kiên cường đánh đến khi có kết quả. Chạy, có để chạy đến chân trời góc bể sao? Người đầu tiên triển khai tấn công cổ ma là đại hùng đang đứng đằng xa nhất bùng thêm cả hiệu quả kỹ năng nên viên đạn nhắm ngay đầu của cổ ma tạp lạp em mờ thanh của sự đổ vỡ vang lên bộ vẫy trên đầu cổ ma trực tiếp bị súng lớn của đại hùng bắn nát lộ ra lớp vẫy phía dưới màu tím da thịt nhưng chỉ có vậy không còn gì hơn sờ sờ miệng vết thương trên đầu phần dầu của cổ ma chảy ra một chút máu khạch 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 đúng là một món đồ chơi thú vị trong đôi mắt đen nhánh của cổ ma tràn ngập sát khí sau đó bóng người vụt sáng mục tiêu công kích lần này rõ ràng trước mắt sẽ là người mạnh nhất ở đây văn vũ móng vuốt sắc bén đánh xuống đầu mang theo tiếng gió xé như dao khiến gương mặt văn vũ đau rát văn vũ lập tức mở năng lực hư hóa tránh một đánh vào đầu của cổ ma hậu quả là thể lực mất bị mất đi một cách nhanh chóng nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc điểm công kích của cổ ma thật sự quá lớn Tam Lam chi xúc trên tay văn vũ vừa mới tiếp xúc với cơ thể cổ ma đã bị cổ ma ném bay đi, gần như chỉ có thể gây ra một vết thương nhỏ trên vẫy của cổ ma mà thôi. Bùng! Một lần nữa tiếng súng lại vang lên. Phát súng này lại ngắm chuẩn vào đầu cổ ma như lần trước. Đại Hùng kích hoạt năng lực thứ hai. Hai điểm và một đường, năng lực chủ động, cấp B sau khi kích hoạt thì trong vòng một phút biên độ tấn công tầm xa được cải thiện đáng kể thời gian hồi năng lực là 24 tiếng đồng hồ. Nếu năng lực này đặt trong tay một người không biết dùng súng thì cũng đủ biến người đó thành một tay súng thiện xạ, huống chi đại hùng lại là một tay thiện xạ cừ khôi. Mà nơi đại hùng nắm chuẩn lại là miệng vết thương trên trán cổ ma. Nếu một phát súng không thể tạo được thương thế quá lớn thì bắn đến phát thứ hai. Phát thứ ba. Giờ khắc này, cây súng nắm trong tay đại hùng trở thành người chức nghiệp có hỏa lực mạnh nhất. Chà! Tên khốn này. Viên đạn ở chỗ miệng vết thương ngay giữa trán của cổ ma. Máu chảy ra từ miệng vết thương, lúc này đây, cổ ma không bao giờ có thể nói cây súng ngắm trong tay đại hùng là đồ chơi được nữa. Làm thịt ngươi trước. Với kinh nghiệm chiến đấu của cổ ma, nó lập tức có thể phán đoán được mối nguy hiểm lớn nhất đến từ đâu, cái đuôi phía sau vung đến. Mục tiêu tấn công của nó lần này là Khương Văn Đào ở phía sau. Cái đuôi sắc bén xẹt qua cơ thể của Khương Đào Văn dưới sự chênh lệch tố chất cơ thể Khương Văn Đào như một tấm vẽ rách vậy, hai chân trực tiếp bị chặt đứt. Cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía trước, sau đó tay phải bắt được cổ chân của cổ ma. Cổ ma vừa muốn xoay người nhằm về phía đại hùng lập tức bị sự cản trở của Khương Văn Đào ảnh hương, bước chân hơi dừng lại. Bùng! Lại thêm một phát súng nữa. Mục tiêu vẫn là trán của ma cổ. Một phát súng này đánh vào đầu của cổ ma, một tiếng cọ sát chói tai vang lên, sau đó viên đạn bị văng ra ngoài nhưng đầu của cổ ma đã xuất hiện vết rách đi chết cho tôi cổ ma đã cảm giác được nguy hiểm điên cùng gào rít lên chân phải dùng lực đá văng thương văn đào đang đeo trên chân ra đinh một tiếng va chạm giòn giả vang lên đó là âm thanh của trọng kiếm mà william cầm trong tay trực tiếp bổ vào người cổ ma tuy không tạo ra tổn thương lớn nhưng cũng đủ để làm cổ ma hơi lảo đảo một chút Phía sau cổ ma một bóng người bùng cháy với ngọn lửa màu trắng đấm một phát vào phía sau lưng cổ ma. Quân hỏa màu trắng thiêu đốt trên người cổ ma không đến một giây đã bị ma khí trên người nó dập tắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã biết chiến thuật để đối phó với cổ ma. Chỉ cần mọi người có thể dây dưa cầm chân cổ ma lịa để đại hùng dùng súng ngắm cũng đủ làm nát đầu cổ ma. Cũng vì vậy mà dù William và sở tử lăng căn bản không thể gây tổn thương đến cổ ma cũng tiến lên mà không lùi bước đám rác rưởi các ngươi. Đi chết đi. Cổ ma tức giận rồi, triết gào lên dùng kỹ năng thứ ba. Ma khí bùng nổ, năng lực chủ động, cấp A ma khí hỗn loạn lấy chủ thể làm trung tâm, bộc phát ra năng lượng cực lớn, xé nát những người xung quanh. Luồng khí màu đen bắt đầu phun trào ra từ trong cơ thể của cổ ma, William ở phía tương đối chính diện trực tiếp bị sóng xung kích của ma khí đánh trúng đầu. Thật giống một cọng rơm rạ nhỏ bé, cơ thể William bị nổ bay ra ngoài, thậm chí đã bay cao 10 mét rồi mới rơi từ trên không trung xuống, quỳ rạp trên mặt đất vẫn không động đậy, không biết sống chết ra sao. Sở Tử Lăng như vậy lại vô cùng thông minh, nhìn thấy cổ ma sắp bùng nổ, trong nháy mắt đã xoay người chạy trốn. Điều đáng tiếc chính là có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng kỹ năng của cổ ma. Thiếu chút nữa thì Sở Tử Lăng đã có thể chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của ma khí bùng nổ nhưng vẫn còn sót lại phần eo bị quét trúng. Nơi bị quét trúng tạo ra âm thanh răng rắc sau đó cơ thể của sở tử lăng vặn vẹo một cách quái dị. Tuy rằng không trực tiếp bị xé thành hai nửa nhưng thắt lưng của sở tử lăng đã bị ma khí đánh nát hoàn toàn, ngã trên mặt đất, trên rỉ một cách đau đớn. Bùng! Em mờ thanh súng ống của đại hùng lại một lần nữa vang lên. Hiệu quả của phát đạn này đã vô cùng rõ ràng. Hộp sọ của cổ ma lập tức nứt toạt ra mang theo âm thanh xương cốt vỡ vụn, một lượng máu tươi lớn chảy xuôi xuống dưới từ lỗ đạn trên trán. Ngao Lúc này đây, cổ ma không còn nhiều lời nữa Sát khí trong mắt nó đã điên cuồng mà tràn ra Hung hăng nhìn chầm chầm về hướng của đại hùng Nhưng chỉ đã có một bóng hình đứng giữa cổ ma và đại hùng Sau đó, tham lam chi xúc nhắm ngay đầu của cổ ma mà lao vút đến Đinh Tham lam chi xúc trong tay văn vũ tiếp xúc trực tiếp với chi phải của cổ ma Cổ ma không thể phát hiện đòn đánh này lại có hiệu quả đã kích linh hồn nhưng việc thậm chí không thể xé rách lớp vẫy của cổ ma bằng sát thương vật lý làm cho hiệu quả đã kích linh hồn trở nên cực kỳ mỏng manh sau đó chi trái của cổ ma trực tiếp đánh lên người văn vũ một sức mạnh vô cùng lớn làm trang phục bảo hộ trên người văn vũ lập tức nổ tung làm ngực văn vũ bị xé rách máu màu trắng xám dây ra khắp nơi sau khi thêm huyết nhục chi chương vào miệng vết thương của văn vũ trông vô cùng gớm ghiếc nhưng thật ra không ảnh hưởng đến thực lực chiến đấu hư hóa năng lực hư hóa âm thầm được kích hoạt tay phải của văn vũ ở trạng thái hư hóa xuyên qua ngăn trở của cổ ma trực tiếp chạm vào não của cổ ma hai mắt cổ ma lập tức co rụt lại bùng nổ một tiếng vang lớn vang lên đó là ma khí bùng nổ của cổ ma không đợi văn vũ giải trừ trạng thái hư hóa liền trực tiếp bị ma khí bùng nổ đánh vào trực diện nổ tung cùng với bầu trời đầy ma khí và tro bụi văn vũ không tiến vào trạng thái hư hóa cơ thể trực tiếp bị hất văng ra thật xa cơ thể đối mặt chính diện với ma khí bùng nổ thì toàn bộ xác thịt đều bị nổ tung thậm chí đến cả nội tạng cũng tan nát bùng tiếng súng lại vang lên một lần nữa nhưng lúc này đây không còn bất cứ ai cản trở viên đạn đã bị cổ ma tránh được tố chất cơ thể của đại hùng và cổ ma chênh lệch quá lớn nếu không phải mọi người xả thân không sợ chết kiềm chế cổ ma chỉ e dù có kỹ năng thêm vào cũng đừng mơ mà viên đạn của đại hùng có thể đánh đến cổ ma chết tốc độ của cổ ma theo chữ chết kia mà kéo dài hoàn toàn triển khai bùng lại một tiếng vang lớn đây là âm thanh cổ ma va chạm chính diện với văn vũ bước chân cổ ma lập tức dừng lại mà văn vũ thì trực tiếp bị văng đi rất xa đang ở giữa không trung nội tạng trong cơ thể văn vũ bắt đầu bị phá hủy bùng lại một phát súng nữa đại hùng nắm bắt được cơ hội bóng dáng cổ ma vừa dừng phát súng này đánh thật sâu vào trong hộp sọ của cổ ma. Nơi lỗ đạn có một dịch nhầy màu trắng chậm chậm chảy ra. Đây là não của cổ ma. Nhưng cấu tạo cơ thể của ma tộc khác với nhân tộc, chỉ e đại não bên trong đã bị thương nhưng cổ ma vẫn còn sức chiến đấu như ban đầu. Thần trí của cổ ma có chút hoảng hốt, vết thương trên trán tuy không thể nói là vết thương trí mạng nhưng tuyệt đối có thể nói là một vết thương nặng. Bước chân của cổ ma ngay lập tức lão đảo nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại ổn định. Ngao ngao ngao. Cổ ma nhanh chóng bay đến chỗ đại hùng đang nắm bắn mà miệng kịch liệt tru lên. Bên cạnh thì văn vũ đang thất tha thất thiểu đứng lên nhưng căn bản không có năng lực trụ lại để chặn cổ ma. Dưới tác động của năng lực huyết nhục chi chương, tuy văn vũ không chết thậm chí không có cảm giác quá đau đớn nhưng thân xác và nội tạng đã bị thương quá nặng những mảng cơ bắp bong xuống thậm chí đa số xương cốt đều bị hao tổn, sức chiến đấu đã giảm xuống thẳng tắp một đường. Bùng! Lại là một phát súng khác nhưng không bắn trúng. Cổ ma hành động tốc độ cao né tránh những phát bắn của đại hùng. Thay đạn, nhắm chuẩn, bắn. Những động tác liền mạnh lưu loát đủ để chứng minh khả năng chiến đấu của đại hùng. Bùng! Mắt thấy khoảng cách giữa mình và cổ ma ngày càng gần cảnh giếng cổ trong lòng đại hùng lại không mảy may dao động, lại thêm một phát bắn nữa khoảng cách gần như thế ngắm bắn nhưng vẫn không đánh trúng tốc độ của cổ ma quá nhanh tốc độ cao nhất của cổ ma thậm chí đã vượt qua cực hạn năng lực bắt giữ động thái của đại hùng bùng phát bắn này viên đạn bay vào không trung trước mặt đại hùng ma trảo cực lớn dùng sức nắm vào vị trí họng súng với sự không ngừng dùng lực của cổ ma chỉ e cường độ cải tạo súng ống cũng không chịu nổi sự tàn phá mạnh mẽ như thế nòng súng bị bóp méo. Bóp méo, với lực của cổ ma nòng súng phát ra tiếng gãy vỡ. Vèo. Tiếng gió vang lên, cái đuôi thon dài lại sắc bén trực tiếp cuốn lấy cổ đại hùng. Tiếp theo đuôi cổ ma hoàn toàn dùng lực, trực tiếp túng cơ thể đại hùng treo lên giữa không trung. Ngươi, rất tốt. Rất tốt. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong miệng cổ ma, tiếp theo, cái đuôi như con rắn vậy quấn chặt. Cổ ma muốn từ từ siết chết đại hùng. Ô ô! Tiếng nước nở vang lên, mắt thường có thể thấy được mặt đại hùng đã tím đi mà cách đó không xa thì cơ thể văn vũ lại một lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Người duy nhất còn có thể làm được gì đó chính là văn vũ, không còn cách nào khác để tiếp viện cho đại hùng. Ta sẽ siết rớt đầu của ngươi rồi đem đầu người chế thành rượu, cơ thể ngươi thì vứt cho chó ăn, sau đó lại trói buộc linh hồn ngươi làm ngươi đắm chìm trong đau khổ và phải chịu tra tấn mãi mãi. Em mờ thanh căm hận vang lên, vừa rồi, con kiến trước mặt này đây thiếu chút nữa nha, chỉ thiếu chút nữa nha là có thể giết chết chính mình rồi. Miệng vết thương trên trán cổ ma đã từ từ ngừng chảy máu, thậm chí đầu đạn đánh vào vết thương cũng chậm chậm bị đẩy ra ngoài. Tộc cổ ma sinh ra vì chiến tranh. Chủng tộc ưu thế này thật sự quá đáng sợ. Đôi ta đại hùng gắt cao chọc vào trên đuôi cổ ma, muốn giảm bớt áp lực lên cổ. Nhưng căn bản không có tác dụng, tố chất cơ thể chênh lệch quá lớn. Cũng được, cứ như vậy đi. Đại Hùng nhìn thấy Văn Vũ đang cách đó không xa đang miễn cưỡng lại gần, nhìn đến nơi xa hơn lại thấy Khương Văn Đào không ngừng vặn vẹo cơ thể, lại nhìn cổ ma đang gần trong gan tất gương mặt đầy dữ tợn, một thùng đồ vật từ trong ống tay áo phải rơi xuống. Đinh! Tiếng va chạm giòn giả vang lên. Một ống kim loại hình trụ chạm mặt đất, tích 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 âm thanh vang lên, đồng thời ánh sáng màu đỏ không ngừng lập lòe đôi mắt của cổ ma nhíu lại, nhìn chầm chầm đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất. Sau đó, khoanh, ánh sáng màu xanh chói mắt bao trùm nơi cổ ma và đại hùng đang đứng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lựu đạn plasma mà đại hùng ném ra đã kích hoạt rất nhiều lựu đạn trên mặt đất. Đại hùng đã chuẩn bị từ sớm, đã sớm chôn đầy lựu đạn plasma dưới chỗ mình đứng. Với uy lực bùng nổ của lựu đạn plasma, từng lường ánh sáng xanh điên cuồng tỏa ra cùng với những âm thanh rạn nứt của mặt đất, trực tiếp hủy diệt tất cả đồ vật xung quanh. Văn Vũ yên lặng mà dừng bước, nghiêm túc nhìn pháo hoa màu lam đang nở rộ trước mắt. Tay trái mò trong những không gian, một lọ thuốc trị liệu đã xuất hiện trong tay Văn Vũ. Uống xong thuốc trị liệu hơi ngọt, thương thế trên cơ thể chậm chậm hồi phục lại, dưới hiệu quả của huyết nhục chi chương và thuốc trị liệu những chiếc xương gãy và thịt nát không ngừng mọc lại. Lại uống thêm một lọ, trong thời gian một phút, tất cả vết thương trên cơ thể đã hồi phục được 80%. Mà pháo hoa long trọng trước mắt cũng như lời chào bế mạc. Dưới lớp tro bụi rơi, một cái hố đen to đùng xuất hiện trước mặt Vũ Văn, bên cạnh vị trí của cái hố có một phần cắt đất đã bị uy lực của lựu đạn plasma hóa thành tinh thể. Ở chính giữa cái hố, một bóng hình quỳ rạp trên mặt đất không ngừng hét lên vô cùng chói tai. Tên khốn khiếp, tên khốn khiếp. Ta muốn giết ngươi giết ngươi. Đó là cổ ma. Đại hùng đã sớm hóa thành tro bụi. Hài cốt đã không còn tồn tại. Văn Vũ chậm rãi đi tới bên miệng hố, cẩn thận đánh giá cái tên đang vặn vẹo liên tục trên mặt đất cách đó không xa. Nửa người dưới của cổ ma đã biến mất không chút tâm hơi, vết thương trên eo rất lớn, bị sức nóng từ lựu đạn tỏa ra đốt cháy khét lẹt. Bốn cánh tay cũng đã hoàn toàn biến mất. đống vẫy trên người vỡ vụn, lộ ra cả nội tạng bên trong gương mặt bị nổ đến biến dạng. Chịu tổn thương nghiêm trọng đến mức đấy, nhưng cổ ma vẫn không chết. Hai mắt nó đã không thể nhìn thấy nhưng vẫn hét lên những tiếng chói tai, đồng thời, ma khí quanh thân điên cùng phun trào. Đó là bạo phát ma khí. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cổ ma liên tục phun ra 4 đến 5 lần bạo phát ma khí. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục. Nhưng tất cả chỉ là dãy chết mà thôi tiếng bật lửa giòn giả vang lên văn vũ châm một điếu thuốc chậm rãi phun ra một làn khói khói bay tứ tung gương mặt văn vũ dần dần bị khói bao trùm mơ hồ không nhìn rõ thể lực tiêu hao ngày càng lớn sức bạo phát của ma khí cũng ngày càng yếu cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi tiếng hết chói tai của cổ ma cũng dừng lại đến tận lúc cuối chỉ còn lại tiếng thở hổn hển lặng lẽ dập tắt điếu thuốc văn vũ từng bước từng bước đi tới phía cổ ma Cổ ma cả người tàn tạ, nghe thấy tiếng bước chân thì đột nhiên kêu lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, các ngươi đã thắng rồi, ta đầu hàng. Ta có thể khống chế ma vật, ta có tác dụng rất lớn, ta đồng ý đầu hàng, cầu xin ngươi hãy tha cho ta một mạng. Tiếng hét của cổ ma đã không có một chút lạnh lùng tàn bạo nào như trước mà giống như một con chó bị rơi xuống nước, yếu ớt vang xin không ngừng. Ồ, chỉ là một tiếng trả lời hờ hững nhưng cổ ma lại cảm thấy đã tìm được hy vọng sống sót ta có thể khống chế ma vật ta có thể truyền tin tức cho các ngươi ta chấp nhận làm nô lệ cho ngươi làm chó săn cho ngươi ngươi bảo ta làm cái gì cũng được thì ra các ngươi cũng sợ chết à giọng nói trầm thấp của văn vũ vang lên nhưng lại bị nhấn chìm trong làn sóng cầu xin của cổ ma cái cái gì cổ ma không nghe rõ lời văn vũ lập tức hỏi lại ta nói Ngươi đi chết cho ta. Văn Vũ hét lên một tiếng, bước một chân ra, Tham Lam chi xúc trong tay lập tức hóa thành hư vô, xuyên thẳng vào trong đầu cổ ma. Không. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của cổ ma, Văn Vũ trực tiếp hóa giải trạng thái hư hóa của Tham Lam chi xúc. Tham Lam chi xúc giống như lập tức sinh trưởng trong đầu cổ ma. Dưới tác động của hư hóa, bỏ qua khả năng phòng ngự, sự công kích này có vật liệu cường độ song phương lưỡi đau của tham lam chi xúc tương đương với vũ khí cấp dê mà đầu óc của cổ ma không thể cứng hơn vũ khí cấp dê được thế nên kẻ bị thương chính là cổ ma tay phải văn vũ tăng thêm lực tiếng ma sát chói tai vang lên đó là lưỡi đau của tham lam chi xúc đang cọ sát với xương sọ của cổ ma văn vũ từ từ di chuyển tham lam chi xúc cố gắng dốc hết toàn lực cho cổ ma phải gánh chịu tổn thương lớn nhất và nỗi đau đớn lớn nhất Tiếng kêu của cổ ma càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ bé. Văn Vũ chậm rãi sử dụng Tham Lam chi xúc, đầu của cổ ma đã bị quấy nhiễu đến nát bét. Lần này, cho dù có bộ tộc cổ ma có lấy lại cổ thân thể này thì nó cũng không thể sống được nữa. Hừ. Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên, Văn Vũ nhìn tàn tích của cổ ma dưới chân, lại nhìn xung quanh bãi cát vàng. Một lát sau, Văn Vũ lắc đầu, Trực tiếp móc ma tinh từ trong đầu cổ ma ra, giải trừ trạng thái chiến đấu, đút cho tiểu linh thú. Ma tinh của cổ ma có năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu linh thú tiêu hóa nửa ngày mới có thể tiêu hóa xong ma tinh của cổ ma. Văn Vũ yên lặng cảm nhận một chút, chỉ một viên ma tinh của cổ ma mà tố chất thân thể của tiểu linh thú đã tăng từ 50,5 lên 55,5 điểm. Hơn nữa, tố chất thân thể của Văn Vũ là 61,5 điểm. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu thì Văn Vũ có thể bộc phát thành 117 điểm. Cậu lại xoay người tỉ mỉ tìm kiếm trên mặt đất. Một lúc sau, Văn Vũ từ trong đống cát đào ra được một chiếc nhẫn không gian. Đó là của Đại Hùng. Trúc ba điều thuốc trong nhẫn ra, Văn Vũ châm lửa, cắm xuống hố cát, sau đó xoay người đi về phía William và những người khác. Chết rồi. Nhìn thấy Văn Vũ một mình đi về phía này, Khương Văn Đào nặng nề mở mắt ra, hỏi Văn Vũ. Ừ, chết rồi. Mặc dù không biết Khương Văn Đào hỏi ai, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Ừ. Khương Văn Đào đáp lại một tiếng, trong lời nói cũng không có quá nhiều tình cảm. Có thể đối với những quân nhân chuyên nghiệp này, nhất là những tin anh thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà nói thì cái chết cũng là chuyện bình thường. Văn Vũ lúc này mới quay đầu lại xem xét vết thương của Khương Văn Đào. Hai chân đã không còn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tính mạng dưới sức mạnh của các bắp thịt cường tráng lượng máu cũng mất ít hơn so với người bình thường các vết thương còn lại không tính là nghiêm trọng ngoại trừ hai tay bị vẹo đây là vết thương do cổ ma ném bay khương văn đào gây ra hai tay bị vẹo khiến khương văn đào không có cách nào lấy thuốc trị liệu trong những không gian văn vũ nhanh chóng lấy một bình thuốc trị liệu trong những không gian của đại hùng đổ vào miệng khương văn đào chưa đến một phút Hai tay Khương Văn Đào đã có thể thực hiện những động tác đơn giản. Khương Văn Đào mở nhẫn không gian của mình, lấy ra một bình trị liệu, uống vào. Sau khi thuốc có hiệu lực, hai chân Khương Văn Đào cũng từ từ mọc ra. Đây là nhẫn không gian của Đại Hùng, trả lại cho anh. Cho tôi ít thuốc trị liệu, tôi đi xem những người khác. Khương Văn Đào cầm chiếc nhẫn của Đại Hùng trong tay, đeo vào tay trái của mình, sau đó lấy năm bình thuốc trị liệu đưa cho Văn Vũ. Văn Vũ nhận thuốc đi thẳng đến phía william william nằm im không nhúc nhích mãi đến khi văn vũ đến gần mới phát hiện thương tích của william quá thê thảm phía trước bị ma khí bạo phát của cổ ma bắn trúng cả người đều nổ be bét máu nếu không trải qua trận chiến này văn vũ nhất định sẽ không cho rằng người đang nằm trên mặt đất là kỵ sĩ tiêu sái anh tuấn kia văn vũ bước lại gần đặt tay lên cổ william những sự rung động từ từ truyền đến william vẫn chưa chết dưới tác dụng của thuốc trị liệu chỉ cần chưa chết thì sẽ cứu được văn vũ mở một bình thuốc khó khăn lắm mới từ trên gương mặt be bét máu thịt tìm được vị trí miệng của william dùng sức há miệng anh ta ra một dòng máu tươi trực tiếp trào ra ngoài văn vũ đổ một bình thuốc vào miệng william hơi do dự một chút rồi lại đổ thêm một bình nữa thuốc trị liệu nhanh chóng có tác dụng william nằm trên mặt đất thoáng co giật a à, hô một âm thanh phát ra từ miệng William, anh ta đã dần khôi phục ý thức. Cảm ơn. Giọng nói mơ hồ vang lên, tiện thể phun ra một nguồn máu đen. Ừ. Văn Vũ đặt một bình thuốc trị liệu bên cạnh William, sau đó quay đầu đi về phía sở tử lăng cách đó không xa. Văn Vũ ngồi trên cát, châm một điếu thuốc. Sở tử lăng ở bên cạnh, bên hông phát ra từng tiếng, có két. Đây là vết thương ở xương, sau khi dùng thuốc trị liệu thì đang lành lại hút không văn vũ đưa thuốc cho sở tử lăng châm giúp tôi vết thương ở cột sống khiến sở tử lăng tê liệt toàn thân hai tay cũng không điều khiển được nhét thuốc vào miệng sở tử lăng văn vũ lại châm thêm điếu nữa phù sở tử lăng phun ra một làn khói quay lại hỏi văn vũ vừa nãy là phương hướng mà sở tử lăng ngã xuống là phía sau cổ ma thế nên anh ta không nhìn thấy cảnh đại hùng tự nổ tung đại hùng chết rồi trước khi chết còn có thể làm trọng thương cổ ma sau đó cổ ma đã bị tôi giết đúng là một hảo hán sở tử lăng nghiêm túc nói vẻ mặt cũng đầy kính nể không những là một hảo hán mà còn là một quân nhân ưu tú người nói là khương văn đào đang bước tới chúng ta mau lên đường thôi tôi sợ bên phía vương phi phi na sẽ xảy ra chuyện khương văn đào nói với văn vũ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai chân của Khương Văn Đào đã mọc ra, xem ra anh ta đã uống không ít thuốc trị liệu. Đi thôi. Văn Vũ nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, khiên sở tử lăn lên vai. Anh Tổng William, chúng ta đi. Văn Vũ đi được hai bước thì quay đầu nói với Khương Văn Đào. Vừa rồi bọn họ đi về hướng nào? Cũng không thể trách Văn Vũ hồ đồ. Xung quanh toàn là cát, trải qua chiến đấu kịch liệt thì Văn Vũ đã hoàn toàn mất phương hướng khương văn đào lấy trong những không gian ra một đồ vật giống như điện thoại vừa ấn vừa trả lời văn vũ trên người hầu tử có thiết bị theo dõi tôi có thể tìm được đi theo tôi nói xong thì khương văn đào nhanh chân bước đến bên cạnh william một tay nâng anh ta lên sau đó đi về phía đông dưới trời đầy cát đoàn người chậm rãi đi về phía đông đó là vương phi phi na và những người khác anh hầu tử anh nói anh văn vũ và những người khác Người nói chuyện là Tôn Ngạo Thiên, cậu ta do dự nửa ngày cũng không dám nói nốt nửa câu còn lại. Cũng không thể trách Tôn Ngạo Thiên được, dù sao thì chỉ cần nhìn thấy mấy ma vật có dáng vẻ dữ tợn như thế cũng đủ khiến những đứa nhóc như Tôn Ngạo Thiên sợ hãi. Hầu tử hơi nhướng mày, lên tiếng: "Đừng nghĩ những chuyện khác, cẩn thận ở yên vị trí của mình, bảo vệ sự an toàn cho Vương phi Phi Na." Trong trường hợp không có cường giả cấp 3 ở đây, nhiệm vụ chỉ huy sẽ rơi lên đầu Hầu tử. Ồ. Tôn Ngạo Thiên đáp một tiếng, trực tiếp đi tới phía sau Vương Phi Phi Na. Vị trí này hầu tử đặc biệt sắp xếp cho Tôn Ngạo Thiên, cũng là để chăm sóc tên nhóc này. Dừng lại, phía trước có nguy hiểm, chuẩn bị chiến đấu. Bác Sơn đi đằng trước đột nhiên lên tiếng, sau đó nhanh chóng giơ thanh đao trong tay lên. Qua màn thể hiện vừa rồi, mọi người không ai nghi ngờ năng lực phán đoán của Bác Sơn nữa. Tất cả mọi người đứng vào vị trí đã định hầu tử ở phía sau hét lên lập tức rút ra hai khẩu súng tiểu liên ma thuật cải tiến nhanh chóng di chuyển lên phía trước đứng bên cạnh bác sân. xảy ra chuyện gì thế sao biết rõ phía trước có nguy hiểm mà còn dẫn chúng tôi về hướng này bác sân cười khổ một tiếng hướng này có ít nguy hiểm nhất hầu tử đứng im không lên tiếng nhưng nhanh chóng lấy ra mấy quả lựu đạn plasma rồi phân phát cho mấy chức nghiệp giả đứng ở hàng đầu nếu xuất hiện quái vật thì cứ ném tôi vẫn còn hầu tử là một tay hỏa lực trang bị lựu đạn plasma nhiều hơn đại hùng rất nhiều cách đó không xa bảy bóng dáng bước ra khỏi vùng cát gào 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 vài tiếng gào thét vang lên bảy con ma vật dẫn đầu lao đến người đầu tiên nổ súng là hầu tử tằng 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 những tiếng súng liên tiếp vang lên bảy con ma vật lập tức chiến đấu với các chức nghiệp giả dưới sự dẫn đường của khương văn đào nhóm người văn vũ lấy tốc độ nhanh nhất lao đến hướng của vương phi phi na dù sao thì trong môi trường đầy rẫy hiểm nguy thế này nếu đối tượng bảo vệ không ở bên cạnh thì mọi người sẽ cảm thấy lo lắng đi về hướng bắc một chút mọi người nghe theo khương văn đào điều chỉnh phương hướng dưới sự giúp đỡ của khương văn đào vết thương của william và sở tử lăng đã hoàn toàn bình phục đi được khoảng hai phút phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng lựu đạn plasma mà tiếng gầm rú của ma vật Văn Vũ lập tức biến sắc. Họ bị tập kích, nhanh lên. Văn Vũ đang định di chuyển thì cảm thấy sức mạnh thân thể bị rút đi hơn nữa, cả người lão đảo. Nguy rồi, thuốc cùng bạo đã hết tác dụng. Văn Vũ cao mày, cảm thấy trạng thái chiến đấu chỉ còn lại chưa tới 60 điểm, sự lo lắng trong lòng lại tăng lên. Thực lực như vậy vừa vặn vượt qua cấp 3, theo như tình huống bây giờ thì không tính là lực chiến đấu mạnh mẽ. William nhìn ra được trạng thái của Văn Vũ, anh ta lướt nhanh qua văn vũ, đồng thời bộc phát uy nghiêm của vương giả. Tố chất thân thể lên tới 150 điểm, hơn nữa trong tay William còn có cự kiếm, cho dù không mặc trọng giáp thì khí thế cũng vô cùng kinh người. Giống như một chiếc siêu xe chạy trên nền cát, bóng dáng William lập tức biến mất khỏi tầm mắt văn vũ. Tôi cũng đi trước. Sở tử lăng nói một tiếng rồi cũng bạo phát năng lực, theo sát William. Chỉ còn Khương Văn Đào và Văn Vũ đứng nhìn nhau cười khổ. Cái này chính là lợi ích của đồng đội, bản thân không cần phải gánh vác tất cả mọi áp lực. Tiền đề là đồng đội phải đủ mạnh. Khi Văn Vũ và Khương Văn Đào đến nơi thì trận chiến đã gần kết thúc. Sự thật chứng minh khả năng dự đoán nguy hiểm của bác Sơn vô cùng chính xác. Những con ma vật tập kích không mạnh lắm. Bảy con ma vật đều là cấp 3 nhưng chỉ khoảng 50 điểm, không có con nào có độ khó cao. Mấy con ma vật này nếu một chọi một thì còn không đánh lại được hầu tử. Dưới sự tấn công của mấy chục chức nghiệp giả, chưa cần đợi William đến hỗ trợ thì trận chiến đã gần như kết thúc rồi. Khi Văn Vũ và Khương Văn Đào đến nơi thì hầu tử đang kiểm kê thương vong. Bảy con ma vật tuy năng lực không tính là quá cao nhưng dù sao thực lực của chúng cũng là cấp 3, lại liều mạng vật lộn nên có tính sát thương vô cùng lớn với những chức nghiệp giả cấp 2. 13 người chết. Do dự một chút, hầu tử thở dài một tiếng, sau đó lấy trong những không gian ra một bình thuốc trị liệu, nhanh chóng uống hết. Trong trận chiến vừa rồi, một mình hầu tử chống chọi với hai con ma vật cấp 3, bị thương một chút. Mọi người đã trở về. Hầu tử quay đầu nhìn thấy Văn Vũ và Khương Văn Đào trong đám đông. Đại hùng đâu? Chết trận. Ừ. Hầu tử trả lời một cách đơn giản, trên mặt quát lên vẻ cô đơn, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng biến mất. Mọi người trở về là tốt rồi, vừa rồi xuất hiện bảy con ma vật may là không gây thương tổn gì cho vương phi phi na vất vả rồi khương văn đào vỗ vai hầu tử sau đó xoay người chỉ đạo mọi người thu dọn chiến trường văn vũ đi tới bên cạnh vương phi phi na trong trận chiến vừa rồi ba người tôn ngạo thiên tôn thụy tinh và bác sân bảo vệ chặt chẽ vương phi phi na thực lực của ma vật cũng không đủ mạnh hơn nữa tất cả mọi chức nghiệp giả ở đây đều hiểu một chuyện một khi Vương Phi Phi Na và Hoàng tử xảy ra chuyện gì thì lần thử nghiệm này coi như thất bại Mà kết quả của sự thất bại không ai muốn trải qua Thế nên Vương Phi Phi Na được các chức nghiệp giả bảo vệ vô cùng chặt chẽ Công ngạo thiên nhìn bộ trang phục bảo hộ tan nát của Văn Vũ thì rùng mình một cái Có thể khiến Văn Vũ chật vật như vậy, chứng tỏ thực lực của ma vật kia vượt qua sức tưởng tượng của mọi người Anh Văn Vũ, anh không sao là tốt rồi tôn ngạo thiên do dự một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu văn vũ gật đầu với cậu ta một cái tên nhóc này lúc mới tiếp xúc thì hơi ngốc nghếch nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thì đã dần dần trở lại bình thường chỉ tiếc tốt quá hóa dở bây giờ có vẻ như tính cách của tôn ngạo thiên sau khi tiếp xúc với các cường giả đã bị đã kích không còn chút tự tin nào bỏ qua ánh mắt của mọi người văn vũ đi đến cạnh vương phi phi na vương phi đại nhân mức độ nguy hiểm đã vượt qua dự kiến thế nên chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt có thể sẽ rất khổ cực hy vọng vương phi có thể lượng thứ vương phi phi na cũng không hề có tính cách bề trên cao ngạo gật đầu đồng ý làm phiền các vị dũng sĩ văn vũ nghe được câu trả lời của phi na thì nói với bác sân tiếp tục tìm đường tìm một phương hướng an toàn một chút chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây bác sân gật đầu chỉ về phía đông tây đi về hướng kia, mức độ nguy hiểm nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có một mức độ nguy hiểm nhất định. Ừm, có lẽ mức độ ngang với bảy con ma vật vừa rồi. Nhanh chóng xuất phát. Văn Vũ nghe xong thì hô lên với những chức nghiệp giả đằng sau. Trận đấu vừa kết thúc, mặc dù ai cũng mệt mỏi nhưng tất cả mọi người đều không kêu ca oán hận nửa lời. Đi thêm một bước thì càng gần với việc hoàn thành nhiệm vụ một bước, đạo lý này ai cũng hiểu. Mặt trời chói chang, treo lơ lửng trên bãi cát vàng. Nhóm người vô cùng chật vật, càng đi càng chậm. Môi trường của thiểm lam tinh cũng tương đồng với trái đất. Chỉ có điều sau khi ma tộc xâm nhập thì môi trường sinh thái của thiểm lam tinh đã bắt đầu thay đổi. Giống như bây giờ. Với tố chất thân thể của chức nghiệp giả, cho dù bị ném vào hoang mạc Sahara cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đáng tiếc, nơi này lại là thiểm lam tinh. Không giống trái đất. Nhiệt độ của vùng cát vàng này vô cùng cao. Văn Vũ lau mồ hôi trên trán. Nhiệt độ cao quá. Khẽ cảm thán một tiếng, Văn Vũ quay đầu nhìn những người phía sau. Tất cả mọi người, kể cả chức nghiệp giả cấp 3 như William cũng di chuyển chậm chạp như một xác chết di động. Vương Phi Na đã sớm được William cõng trên lưng. Tứ hoàng tử được Sở Tử Lăng ôm trong lòng, trên cổ đeo một mặt dây chuyền ngọc bội màu xanh nhạt, bảo vệ tứ hoàng tử khỏi cái nóng ngọc bội này được vương phi phi na lấy từ những không gian của mình dừng lại tất cả dừng lại văn vũ đi phía trước hô lên một tiếng đánh thức đám người đang mê man phù phù nghe được mệnh lệnh của văn vũ người có thực lực yếu nhất đi ở sau cùng trực tiếp ngã xuống đất không thể tiếp tục đi nữa không ai ngờ nơi quỷ quái này lại nóng như vậy nếu đi tiếp sẽ tiêu hao thể lực quá lớn một khi gặp phải ma vật thì chúng ta sẽ mất đi sức phản kháng Khương Văn Đào mấp máy đôi môi khô khốc, hàng hàng nói với Văn Vũ: "Đúng vậy, tìm một nơi có bóng râm để nghỉ ngơi. Tôi cũng không ngờ độ khó của nhiệm vụ lần này không chỉ có đám ma vật đuổi theo mà còn có cả ông trời. Rõ ràng ông trời cũng đang chống lại chúng ta." Văn Vũ thấp giọng chửi một câu, nhiệt độ cao khiến cậu hơi cáu kỉnh. Trước tiên chúng ta qua bên kia thử xem, tìm một cái hang động nghỉ ngơi một chút, chờ đến tối rồi lại đi tiếp. Khương Văn Đào đề nghị bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Văn Vũ gật đầu, xoay người đi về phía những tảng đá kỳ dị lẫm chẩm cách đó không xa. Bây giờ để Văn Vũ đi dò đường là thích hợp nhất, dù sao thể lực của cậu vẫn đầy đủ. Dựng lều đơn giản, sau đó William đặt Vương Phi Phi Na xuống đất, rồi đưa một bình nước qua. Cảm ơn. Vương Phi Phi Na nhìn William, rồi làm một lễ quý tộc tiêu chuẩn của thiểm Lam Tinh, sau đó đón tứ hoàng tử từ tay sở tử lăng, nhấp từng ngụm nước nhỏ, đây là vinh hạnh của tôi thưa điện hạ lễ nghi của william càng tiêu chuẩn hơn phục hành động của hai người khiến sở tử lăng ở bên cạnh không nhịn được cười may mà sở tử lăng cũng không phải kẻ ngốc nhìn thấy william và vương phi fina đồng loạt nhìn về phía mình thì lúng túng cười hai tiếng sau đó xoay người đi về phía văn vũ và khương văn đào văn vũ và khương văn đào đang thảo luận hành động tiếp theo cùng với vấn đề lớn nhất mà họ đang phải đối mặt lúc này tiếp tế chính là vật phẩm tiếp tế, cho dù là đồ ăn nước uống, thậm chí là thuốc trị liệu đều xuất hiện trạng thái thiếu thốn, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Điều đáng sợ hơn nữa chính là những cột đá trao đổi có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên trái đất, nhưng ở nơi này lại không thấy bóng dáng. Đó là một chuyện vô cùng đáng sợ. Thử nghĩ một chút mà xem, trong tình huống không có thuốc trị liệu, môi trường khắc nghiệt này cũng đủ để biến vết thương nhẹ thành thương nặng, sau đó dẫn đến tử vong các anh còn bao nhiêu thuốc trị liệu và đồ ăn? Văn Vũ hỏi Khương Văn Đào trước tiên. Thuốc trị liệu trung cấp còn hơn 10 bình, nhưng thuốc này đối với chức nghiệp giả cấp 3 không có tác dụng lớn lắm. Thuốc trị liệu cao cấp còn 8 bình. Mặc dù đám người Khương Văn Đào giàu sang phú quý, nhưng loại đồ vật chất như vậy không phải là vô hạn. Đồ ăn và nước đâu? Cũng không còn nhiều nữa, dù sao, ai mà ngờ được cái nơi đổ nát này lại không có cục đá trao đổi chứ. Khương Văn Đào đang nghe chuyện trên TV audio CV cười khổ nói với Văn Vũ: Có thể chịu được 10 ngày không? Rất khó, nhưng mà nếu như chết đi vài người thì không phải là Khương Văn Đào độc ác với tình hình như này mà cứ tiếp tục tiếp theo không muốn người chết cũng không thể được. Sở Tử Lăng ở phía sau cũng nghe thấy hai người họ nói chuyện, do dự nói: Chỗ tôi vẫn còn ít đồ ăn, với tình hình hiện tại cần mọi người cùng nhau cố gắng sở tử lăng tất nhiên cũng không ích kỷ ừ biết rồi văn vũ sau khi nghe xong câu trả lời của hai người họ thở dài gật đầu chỉ khi nào làm lãnh đạo mới biết cái loại áp lực này nặng nề thế nào nghỉ ngơi trước đã sau đó chúng ta sẽ lên đường vào ban đêm ban ngày nghỉ ngơi như vậy có thể tiết kiệm được chút nước vấn đề đồ ăn có thể chịu được thậm chí cả thuốc trị liệu cũng có thể chịu được nhưng nước thì không thể sau khi hạ lệnh văn vũ quay người đi đến chỗ vương phi phi na với tình hình cột đá trao đổi trước mắt vương phi phi na nên biết nội tình tinh cầu này đã bị chủ nhân của nó bỏ rơi rồi nghe thấy vấn đề mà văn vũ nói đến vương phi phi na mở miệng nói thẳng đó là lý do mà các cột đá trao đổi biết mất trên diện rộng văn vũ do dự một lúc nghiêm túc nhìn vào mắt vương phi phi na hỏi thẳng vậy thì chủ nhân rốt cuộc là cái gì na lắc đầu, không nói đến thứ đồ gì. Văn Vũ biết, lúc này đây là tình huống thực lực và quyền lực còn chưa đủ. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Chào hỏi xong, Văn Vũ đứng dậy, quay lại chỗ của mình. Đầu tiên cậu để ý thức vào hồn cảnh thứ hai, vết thương của độc nhãn đang được điều trị, nhưng thương thế quá nặng, muốn hoàn toàn hồi phục, còn cần cả một ngày mới được. Mà cơ thể của Văn Vũ, vì hiệu quả của liều thuốc bạo phát sức lực bây giờ chỉ còn một nửa so với ban đầu tiểu đội bây giờ là lúc sức mạnh yếu nhất lại vừa kiểm tra lại năng lực chiến đấu của độc nhãn cùng với cái chết của cổ ma hiệu quả của cổ huyết phong sát cũng đã được giải trừ không thể không nói đó là tin tốt duy nhất hôm nay có năng lực mệnh đấu bên cạnh văn vũ ít nhất có đủ khả năng liều mạng chiến đấu nheo mắt lại văn vũ dần dần chìm vào trạng thái ngủ mặt trời dần dần lặn màn đêm bao phủ những vì sao lấp lánh hiện lên. Người anh em văn vũ, người anh em văn vũ, mặt trời lặn rồi, nhiệt độ cũng xuống thấp rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Người gọi văn vũ dậy là Tôn Thụy Tinh. Hả? Ừ. Văn vũ vẫn còn chút mơ màng, hiệu quả thuốc bạo phát, không đơn giản chỉ có sức mạnh bị giảm đi, đồng thời cũng khiến cho tinh thần chức nghiệp giả giảm xuống nhiều. Đi thôi. Văn Vũ lau mặt thật mạnh, sốc lại tinh thần. Mà ở đó không xa, toàn bộ chức nghiệp giả cũng đã sẵn sàng lên đường. Vì sao nhấp nháy trong màn đêm không đẹp chút nào? Trừ cát ra thì toàn là cát, trừ mặt đất màu vàng ra thì toàn là đất vàng. Khi mọi người tìm cả một ngày, cũng phát hiện ra được chút đồ. Sao trời lấp lánh, tử khí trùng trùng, giống như một ông già đã càng ngày càng gần với cái chết. Văn Vũ không biết là do môi trường sinh thái thay đổi đột ngột hay là do sợ xâm nhập của quỷ. Mấy thứ đồ đó không quan trọng với nhóm chức nghiệp giả. Mặc dù không cần quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyện ở đây, nhưng môi trường đối với con người có ảnh hưởng rất lớn. Trên nền các bằng phẳng, không hề có vật cản, một khi ma vật phát hiện bản thân và mọi người thì không cần nghĩ nhiều mà có thể đá nó đi. Chưa kể nói đến việc không tìm thấy nguồn nước hay cột đá trao đổi, có khi phương hướng cũng không phân biệt được. May thay Vương Phi Phi Na có chuẩn bị mà đến, kịp lúc nhắc nhở mọi người phương hướng, nếu không, 10 ngày đường, tuyệt nhiên sẽ còn kéo dài hơn. Mà ở cái nơi sa mạc chết chóc này, sự công kích của ma vật là từng hồi một. Văn Vũ dùng sức xé xác ma vật ở trước mặt, vì bị giảm đi một nửa thế chất cơ thể nên Văn Vũ có chút khó khăn khi đối diện với một ma vật có điểm thể chất cơ thể 70. May thay, số lượng ma vật mỗi lần, không nhiều, chỉ có tầm 3 con cùng với việc văn vũ đánh ma vật phía trước, William và sở tử lăng cùng giải quyết trận đấu. Nhưng mà, đột nhiên có ba con ma vật cấp 3 công kích, lại còn khiến một chức nghiệp giả cấp 2 sức mạnh thấp bị thương. Năng lực của bác Sơn có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa đến, nhưng đây cũng không phải vạn năng. Khi mà ba con ma vật chôn sát dưới cát, bác Sơn căn bản không cảm nhận được phương hướng của kẻ địch. Văn Vũ đi đến bên cạnh chức nghiệp giả đang khóc lóc, nghiêm túc xem xét vết thương vết thương không nghiêm trọng cái này không quá nghiêm trọng ý là không ảnh hưởng đến tính mạng chỉ đứt mất một chân thôi văn vũ lão đại giúp tôi với giúp tôi với người đó nhìn văn vũ ánh mắt đầy hy vọng con đường này tất cả mọi người đều nhìn được văn vũ không phải là con người ích kỷ độc ác dưới tình hình nguy cấp vẫn giúp đỡ người khác có lẽ có một bình thuốc trị liệu cao cấp có đủ khả năng tái sinh lại chân đứt được phát cho cậu đây chính là hy vọng mà người đó ôm lấy chỗ tôi có thuốc uống không người nói là william william lấy ra không phải là thuốc mà quân đội cải tạo lại mà là một lọ thuốc trị liệu cao cấp bình thường mặc dù không có tác dụng tái sinh lại cái chân đứt nhưng hoàn toàn có đủ khả năng làm giảm tình trạng mất máu ở vết thương nhưng william giơ tay ra bị văn vũ ngăn lại không cứu được giọng bình thản từ trong miệng văn vũ vang lên sau đó cảm giác tham lam xẹt ngang qua của người đó anh làm gì vậy william tức giận hét lên gây sự chú ý của mọi người nhìn bình thuốc trong tay william lại nhìn chức nghiệp giả nằm dưới đất sau đó toàn bộ mọi người nhìn vết máu trên người văn vũ không hiểu sợ hãi lộ trên mặt của tất cả mọi người chân anh ta đứt chuyện này rất ảnh hưởng đến hành động của chúng ta giọng văn vũ lớn hơn chút hơn nữa thuốc của chúng ta không đủ đâu william nghe thấy những gì tần dương nói đang tức giận thì cười lớn không đủ không phải không có tác dụng dùng một bình thuốc trị liệu đổi lại một mạng người không đáng sao mà tôi đã đưa thuốc cho anh ta rồi nếu anh ta đứt một chân tôi cõng anh ta đi lời của william ngược lại làm văn vũ tức giận anh cõng anh ta vậy ai chiến đấu văn vũ muốn chặt lấy cổ áo william hét vào mặt William. Anh thì hiểu cái chó gì, anh không biết tình hình bây giờ rốt cuộc như nào hay sao? Anh thì hiểu cái chó gì, anh không biết tình hình bây giờ rốt cuộc như nào hay sao? Nước bọt của Văn Vũ bay tung tóe khắp nơi. Anh thật sự là đồ ngu hay sao, tôi cũng không hiểu, sao anh lại có thể sống đến tận bây giờ? Anh rốt cuộc có nhìn ra cái gì không, chúng ta bây giờ đang đối diện với thứ gì không? Toàn bộ đều là ma vật cấp 3 chết mẹ nó đó. Cấp 3. Đó là cấp 3 đó. Giống như loại người này. Văn Vũ chỉ tay vào chức nghiệp giả đang nằm dưới đất. Đến một chiếu cũng không đỡ được. Thậm chí đến kéo dài thời gian cũng không làm nổi. Anh ta trừ việc lãng phí đồ ăn và nước uống của chúng ta ra, còn lãng phí cả thuốc trị liệu, thậm chí còn lãng phí cả anh. Một người có tinh lực chiến đấu mạnh mẽ. Anh ta sống thì có tác dụng gì? Chúng ta bây giờ đi được mấy ngày? nói cho tôi biết đi được mấy ngày rồi gương mặt william tái xanh đi cắn răng nói một ngày chúng ta cần đi mấy ngày mười ngày là mười ngày đó ngày đầu tiên chúng ta đã chết bao nhiêu người tốn mất bao nhiêu thuốc trị liệu giết được bao nhiêu ma vật nói cho tôi nói đi william lần này nói không thành tiếng anh nói cho tôi nghe anh bảo tôi làm sao cứu anh ta anh bảo tôi dùng lý do gì để cứu anh ta văn vũ buông tay ra đối diện với những người đứng ở xa im lặng không nói gì lớn tiếng nói tôi bây giờ nói rõ cho mọi người biết bây giờ trừ một số người có hạn những người khác trừ khi có biểu hiện xuất sắc cho tôi thấy giá trị nếu không mọi người bị thương sẽ không cứu nữa bị thương đặc biệt là vết thương ảnh hưởng đến năng lực hành động chính là chết bỏ khỏi đội hay là chết trong trận chiến nao núng hay muốn chết muốn sống thì liều cái mạng cho tôi tiếp tục lên đường văn vũ lớn tiếng hạ lệnh cả đoàn càng lúc càng tiến xa hơn trong bầu không khí áp lực anh nói như vậy không hay lắm đâu có thể ở ngay lúc này nói những lời như vậy với văn vũ chỉ có một mình khương văn đào ừ văn vũ gật đầu đáp lại sau đó giải thích tôi cũng biết không hay lắm sẽ khiến mọi người có ý kiến nhưng không nói như vậy chuyện sẽ không dễ quyết định lẽ nào thật sự cần phải lãng phí một bình thuốc trị liệu hay sao tôi thật ra không phải là một người thông minh càng thích đơn giản nói thẳng hơn thật ra anh có thể nhìn thấy tình hình bây giờ chừa số ít người những người khác đều là gánh nặng văn vũ nói xong im lặng khương văn đào vỗ vai của văn vũ nói yên tâm đi người có thực lực sẽ đứng ở bên phía anh những người không có thực lực hay giá trị Khương Văn Đào nói đến đây, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Bọn họ sẽ không dám làm gì cả, chỉ có điều, với tình hình hiện tại, anh vẫn sẽ là đội trưởng như cũ, nói mấy chuyện như vậy, đúng là không tốt. Cho nên về sau, có vài chuyện, để cho tôi làm cho. Văn Vũ kinh ngạc nhìn Khương Văn Đào, từ từ gật đầu. Cái người Khương Văn Đào này, thông minh, có thực lực, lại có năng lực tổ chức, quan trọng nhất là, lại có cái nhìn tổng thế tốt không khoa trương mà nói nếu như văn vũ không phải người mạnh nhất khương văn đào thậm chí còn thích hợp hơn văn vũ trong chức lãnh đạo này theo cách thích hợp nhất thì là mặt trời mọc nghỉ ngơi mặt trời lặn hành động thời gian trôi qua ba ngày cũng đã trôi qua trên biển cắt dài một con chó chậm rãi đi về phía trước trên người là vương phi phi na đang bế tứ hoàng tử thời gian ba ngày vết thương của độc nhãn trải qua sự trị liệu trong hồn cảnh đã hoàn toàn tốt hơn rồi. Mà phía sau độc nhãn, một hàng các chức nghiệp giả đi theo hàng nối đuôi nhau như những cái xác không hồn. Ba ngày này, dưới năng lực chỉ dẫn của bác Sơn, không gặp nguy hiểm lớn. Tất nhiên, ở đây vô cùng nguy hiểm, chỉ là không phải với một cường giả như Văn Vũ mà nói. Từ số lượng người có thể thấy, trải qua vài sự công kích của ma vật, số lượng chức nghiệp giả đã giảm xuống dưới 20 người. Tất nhiên, vẫn không hoàn toàn xấu. Đầu tiên, thức ăn và nước uống cho mọi người đã được đảm bảo, đủ cho ngần này người duy trì 10 ngày. Thứ hai, sau khi đào thải một số lượng lớn chiếc nghiệp giả, tiếp theo, đều là những người có năng lực chiến đấu tinh nhuệ. Mặc dù ai cũng bị thương, nhưng tổng thể năng lực chiến đấu đã mạnh hơn trước. Có lúc, người đông, mùi vị của mục tiêu rõ ràng, không phải chuyện tốt. Mặt trời trước mắt càng ngày càng lên cao, nhiệt độ bắt đầu tăng hơn so bình thường, văn vũ hét lớn dừng. Cùng với lệnh của Văn Vũ, cả đội từ từ dừng chân lại. Bác Sơn, Bác Sơn. Văn Vũ lão đại, tôi ở đây. Bác Sơn ở không xa vội vàng chạy đến. Thực lực của Bác Sơn mặc dù không mạnh, nhưng lại rất tận lực, cho nên ba ngày nay có bị thương, Văn Vũ cũng không để ý gì mà đưa anh ta bình thuốc trị liệu trung cấp. Tìm một nơi an toàn, chúng ta nghĩ lại. Bình thản nói một câu, bác sơn lập tức tận lực kích hoạt kỹ năng dự đoán nguy hiểm của mình bên này sau khi bác sơn chỉ cả đội bắt đầu tiến về hướng đông bắc chỗ nghỉ ngơi được bác sơn chọn giữa đống đá văn vũ lão đại sao vậy chỗ này không tồi chứ bác sơn nói thẳng ừ văn vũ gật đầu đối với vị trí trước mắt rất vừa ý đá có thể chắn gió chắn cát bên trong có nhiều chướng ngại vật Đủ để ngăn cản ánh mắt của ma vật ở xa, phát huy tác dụng che giấu đáng kể. Đặt trại dưới một tảng đá kỳ dị như chiếc ô, Văn Vũ tìm Khương Văn Đào, bắt đầu đếm vật tư. Thức ăn và nước đã đủ rồi, thuốc trị liệu không được đủ cho lắm, thuốc trị liệu trung cấp có 6 bình, thuốc trị liệu cao cấp chưa tốn bình nào, cũng còn 6 bình, mà, trong tay hầu tử không còn nhiều đạn nữa, đây là điểm phiền phức. Khương Văn Đào nói với Văn Vũ, khiến Văn Vũ cau mày lại. Đối diện với ma vật cấp 3, súng đạn trong tay hầu tử không mạnh nhưng có tác dụng hỏa lực và gây rối rất tốt. Dưới công nghệ tuyệt vời của hầu tử, súng tiểu liên gần như có tác dụng làm chậm, nhưng mà, đạn cũng có ngày dùng hết. Ừm, mới có 3 ngày thôi, đã như này rồi. Văn Vũ xoa tráng, tình hình tồi tệ khiến cho Văn Vũ có chút cao có. Mà, Khương Văn Đào do dự một lúc, nhìn thấy gương mặt cao có của Văn Vũ, sau khi suy nghĩ, quyết định nói ra mà chỗ này cứ có gì đó không đúng lắm sao vậy lời của khương văn đào khiến văn vũ hơi cựng lại dưới tình hình hiện tại văn vũ đối với lời nói của khương văn đào vô cùng xem trọng là năng lực của tôi bản năng thú tính cấp a năng lực bị động vượt xa bản năng chiến đấu ban đầu khiến cho khả năng cảm nhận dược nguy hiểm của anh đạt đến cực hạn khương văn đào đơn giản giải thích hiệu quả của năng lực này tiếp tục nói ngay khi vừa bước vào đống đá này năng lực của tôi đã luôn nhắc nhở tôi ở đây có nguy hiểm nhưng mà khương văn đào tiếp tục cười khổ nói cứ luôn cho rằng cái năng lực này của tôi chỉ có tác dụng khi đối mặt với đối thủ khiến tôi nhanh chóng có phản ứng lại đồng thời cũng dự báo được trước một cách đơn giản năng lực chiến đấu của đối thủ có thể là mấy ngày áp lực lớn quá thôi ừ văn vũ trả lời lại đứng dậy quay người đi đến chỗ bác sân Mặc dù Khương Văn Đào tự nói chắc là do áp lực lớn, nhưng Văn Vũ tuyệt đối không cho rằng như vậy. Cần biết, thân là bao thức ăn, có thể sống tiếp quan trọng nhất chính là thận trọng. Bác Sơn, anh cảm nhận lại một lần nữa đi, chỗ này có nguy hiểm gì hay không? Bác Sơn thấy Văn Vũ cao mày, bộ dạng nghiêm túc, nhắm hai mắt lại. Lúc sau, bác Sơn mở mắt ra, lắc đầu với Văn Vũ. Vẫn không có nguy hiểm gì, sao vậy Văn Vũ lão đại? Văn Vũ nghiêm túc nhìn bác Sơn, lướt sau, lắc đầu. Đôi mắt bác Sơn chân thành, cho thấy anh ta không nói dối. Mà, bác Sơn cũng không có lý do để nói dối. Không có gì cả. Thời gian ba ngày bên nhau, Văn Vũ vẫn rất tin tưởng năng lực phán đoán của bác Sơn, lại nói, bây giờ đi ra, không biết có thể tìm được nơi nghỉ ngơi tốt như này hay không. Còn không bằng ở đây nghỉ ngơi một ngày đi. Nghỉ ngơi đi. Văn Vũ gật đầu với bác sân, quay người đi đến chỗ vương phi Phi Na ở phía xa. Cảm thấy sao rồi? Văn Vũ thấp giọng nói. Mấy ngày đi đường, người có làn da mềm mại yếu ớt như Phi Na có chịu nổi không, mà tứ hoàng tử như được bảo vệ bởi một sức mạnh vô danh nào đó, đến tận bây giờ, vẫn chăm chú nhìn bằng đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn Văn Vũ, xem ra rất có tinh thần. Không có gì đáng ngại, khiến các dũng sĩ phải bận tâm rồi. Phi Na nói xong, lấy ra thức ăn và nước từ trong chiếc nhẫn rồi dùng. Còn anh? Câu này là nói với người chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Phi Phi Na, trong câu nói không có giọng điệu tốt cho lắm. Không chết được. William trả lời lại. Mấy ngày qua, Văn Vũ thực hiện biện pháp đào thải gánh nặng đến cùng, cho nên sắc mặt William cũng không tốt lắm. Tôn Thụy Tinh ở bên cạnh nói với Văn Vũ. Mấy ngày nay, vất vả cho người anh em rồi. Văn Vũ có sự cống hiến mà ai cũng nhìn thấy, dù nó có hơi cực đoan, nhưng đó là sự lựa chọn an toàn duy nhất cho mọi người bây giờ. Tôn Thụy Tinh, cũng là người bảo vệ cho Vương Phi Phi Na. Hai người này, phẩm đức đoan chính, cái loại chuyện trách nhiệm này, Văn Vũ rất yên tâm. Ừ. Nhẹ nhàng đáp lại câu nói của Tôn Thụy Tinh. Đúng rồi Văn Vũ lão đại, có vài chuyện muốn thương lượng với mọi người. Người nói ra, là bác Sân ở phía xa. Sao vậy? Văn Vũ nghi ngờ nhìn Bác Sơn. Không có gì, tôi muốn cho mọi người nhìn vài thứ. Lời vừa nói xong, Bác Sơn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. Đó là một quả lựu đạn plasma hình trụ. Và được ấn nút bảo hiểm xuống. Một quả lựu đạn plasma, đèn cảnh báo nhấp nháy màu đỏ, lại thêm vẻ mặt chân thành của Bác Sơn, tạo nên một cảnh rất quái dị. Địch công kích Văn Vũ nói rồi liền nắm lấy tay phải đang cầm lựu đạn của bác Sơn, đồng thời chặn lại bác Sơn, hoặc là nói chặn giữa lựu đạn và Vương Phi Phi Na. William phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chắn lại Vương Phi Phi Na và Tứ Hoàng tử phía sau. Đồng thời, Tôn Thụy Tinh cũng vững vàng che chắn trước người Vương Phi Phi Na. Chớp mắt, một luồng ánh sáng xanh từ tay bác Sơn nổ tung ra. Toàn bộ mọi người bị bao trùm bởi ánh sáng xanh. Ngay lúc đó, những cột đá xung quanh bắt đầu rung lên mau chạy ra ngoài. Ngay khi Văn Vũ hét lên hai chữ đột kích, Khương Văn Đào ở đó không xa đã phản ứng lại, sau khi lựu đạn nổ, nhanh chóng bay đến bên cạnh Vương Phi Phi Na. Sức nổ của lựu đạn bị Văn Vũ chặn đứng phần lớn. Nhưng loại lựu đạn này có thể gây ra thương tổn cực lớn với chức nghiệp giả cấp 2, Văn Vũ kháng cự lại bằng xương bằng thịt, tất nhiên không có kết quả tốt. Ánh sáng xanh lóe lên, Bác Sơn đứng đối diện Văn Vũ đã biến thành một khối không rõ ràng đen xì, phát ra mùi khét và cả mùi thịt cháy. Cơ thể văn vũ co giật, khủy xuống đất, nôn ra máu tươi. Toàn bộ phần cơ thể phía trước của văn vũ bị thiêu đốt bởi lựu đạn plasma, không ra bộ dạng gì. Cũng may sự đánh đổi của văn vũ không phải không được đền đáp. William đứng sau không bị thương nặng cánh tay tôn thủy tinh bị bỏng, chân William bị một vết thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Dưới sự bảo vệ của bao nhiêu người, Fina và tứ hoàng tử, không bị một chút vết thương nào hết. Mẹ nó! Nhìn thấy vết thương thê thảm của Văn Vũ, Khương Văn Đào không kìm được mà chửi tục, nhanh chóng đến đỡ Văn Vũ, cổng Văn Vũ sau lưng rồi chạy theo William đang cổng Fina ra khỏi khu vực đống đá. Chức nghiệp giả xung quanh phản ứng cũng không nhanh lắm, nhưng ngay khi lựu đạn plasma phát nổ, cũng đã rời khỏi khu vực đống đá. Tình hình kỳ dị khi nãy, lại thêm đống đá xung quanh không ngừng lung lay, tất cả mọi người đều hiểu, lúc này, nơi đây không phải là nơi tốt. Khương Văn Đào cổng văn vũ ra khỏi khu đá, bay nhanh đồng thời lấy một bình thuốc trị liệu trong không gian chiếc nhẫn ra. Mau uống đi. Ý thức của văn vũ vẫn tỉnh táo, mặc dù bị thương nặng, nhưng một quả lựu đạn plasma không thể giết một chức nghiệp giả cấp 3. Uống bình thuốc mà Khương Văn Đào đưa cho, vết thương nhanh chóng hồi phục, văn vũ thở vào thoải mái. Bác Sơn bị khống chế, đưa chúng ta đến nơi đó, nói không chừng là một vùng nguy hiểm còn nữa mau thu lại hết đạn plasma của tất cả mọi người lại con mẹ nó chứ tôi biết là không nên giao thứ đó cho bọn họ mà vừa nãy bị lựu đạn plasma làm bị thương khiến cho văn vũ rất tức giận kẻ địch có thể khống chế chức nghiệp giả lựu đạn plasma rất nguy hiểm không nghi ngờ gì cả khương văn đào gật đầu với văn vũ sau đó xoay người lấy lại hết lựu đạn của mọi người lựu đạn plasma trong tay mọi người vẫn còn rất nhiều ý định ban đầu là để tăng cường phòng ngự cho bản thân, ai mà biết, bây giờ lại thành tấm bài chết của mọi người. Cũng không trách ai được, không ai ngờ, còn có ma vật có năng lực này. Khi vết thương của Văn Vũ phục hồi như cũ, vết thương của Tôn Thụy Tinh và William cũng đã được bôi thuốc mỡ, cuốn băng vải. Nước thuốc trị liệu thiếu thốn, khiến cho mọi người không thể không dùng phương thức nguyên thủy để xử lý vết thương nhẹ. Độc nhãn vốn đang đứng ở bên ngoài chịu trách nhiệm canh gác, Nhanh chóng chạy tới bên cạnh văn vũ nhìn chằm chằm vào tảng đá không ngừng rung động ở trước mặt trong miệng không ngừng phát ra tiếng rừ rừ độc nhãn đã nhận ra nguy hiểm văn vũ nhìn chằm chằm vào đống đá đang không ngừng rung động ở trước mặt lập tức hô lên với mọi người đi rời khỏi nơi này cái chỗ này quỷ dị khó dò hơn nữa kẻ địch không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đến bây giờ cũng không xuất hiện nếu như vậy Văn Vũ đương nhiên cũng không cần thiết phải ở chỗ này chờ đợi sự nguy hiểm không biết sẽ đến từ đâu. Khạch 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 khạch, chạy. Các ngươi có thể chạy đi đâu? Giọng nói tà ác bén nhọn vang lên từ phía trên tảng đá hình chiếc ô mà mọi người đang cắm trại. Giọng nói này vừa rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất xung quanh rung lên, sau đó, một quần sáng màu xám đen bao phủ xung quanh đống đá, vừa vặn bao vây mọi người ở bên trong. Kết giới hoàng hôn, nắm trong tay lực lượng hắc ám, tạo ra một quần sáng màu xám trong quần sáng tự hình thành không gian cấm xuất nhập nhìn thấy các bụi bay lên đánh vào quần sáng này lập tức phát ra một loạt âm thanh nứt vỡ mọi người ngay lập tức dừng bước lại loại đồ vật này rõ ràng là thứ đồ có năng lực công kích không ai muốn đi lên thử nghiệm cả nói xem có vừa lòng với món quà vừa rồi tặng cho các ngươi không ma vật không biết tên vừa dứt lời đám người lập tức trở nên xôn xao một gã chức nghiệp giả ở phía sau trực tiếp rút đao thép ra hung ác chém xuống đồng đội ở bên cạnh lần công kích này quá mức đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng máu tươi phun ra công kích ngoài dự liệu khiến cho chức nghiệp giả bị chém trúng chết ngay tại chỗ đừng giết hắn đè hắn lại người lên tiếng chính là vương phi phi na nắm đấm đầy lửa của sở tử lăng vừa mới đánh tới trước mặt chức nghiệp giả này nghe được lời của vương phi phi na ngọn lửa trên nắm tay lập tức biến mất chuyển quyền thành trảo bằng vào tố chất thân thể cao lớn trực tiếp vặn gãy hai tay của chức nghiệp giả này lúc này lời giải thích của vương phi phi na truyền đến đây là năng lực thiên phú của bộ tộc yểm ma khống chế tinh thần chỉ có thể khống chế sinh vật cao hơn bản thân nó một cấp hơn nữa mỗi lần chỉ có thể khống chế một đơn vị có ý chí không kiên định nếu giết hắn năng lực này của yểm ma có thể lại chuyển qua người khác văn vũ im lặng gật đầu Điều này cũng giải thích lý do vì sao lúc ấy chỉ có một mình bác Sơn phát động công kích mang tính tự sát. Khạch 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 khạch, không hổ là bộ tộc Ngân Nguyệt cùng ma tộc chúng ta đối kháng nhiều năm như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc a. À. Vừa dứt lời, phía trên tảng đá hình ô, thân hình của yểm ma từ từ lộ ra. Đây là một sinh vật hình người có vẻ hơi gầy yếu, trên người khoác áo choàng đen, dưới áo choàng lộ ra hai tay tràn đầy nếp uống, thoạt nhìn giống như vỏ cây khô. Mà cái đầu ở bên ngoài thì mơ hồ không rõ, giống như một đám sương đen, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm màu xanh biếc, lóe ra ánh sáng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chức nghiệp giả cấp 2 đối mắt với yểm ma, cũng đã cảm thấy tinh thần chấn động một trận. "Này, ta nói, ngươi cái tên kia, sao mỗi lần đều chậm như vậy chứ?" Yểm ma lại mở miệng một lần nữa, nhưng mà lúc này, không phải nói chuyện với đám người văn vũ, mà là nói với tảng đá ở dưới thân cũng không phải ta không muốn mau mà là mau không nổi. Một giọng nói trầm thấp và nặng nề vang lên từ tảng đá ở dưới thân yểm ma. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tảng đá hình ô đột nhiên sinh ra biến hóa. Những hòn đá ở xung quanh rung rễ bay nhanh về phía tảng đá hình ô, sau đó bám chặt vào xung quanh tảng đá hình ô. Khi đá tụ lại càng ngày càng nhiều, tảng đá hình ô nhanh chóng lớn lên không lâu sau, một hình thể to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một người đá khổng lồ màu vàng đất. Cao hơn 20 mét, từ trên cao nhìn xuống mọi người trên mặt đất. Mà yểm Ma, đang đứng ở trên vai người đá khổng lồ. Nhìn thấy quái vật giống như một ngọn núi nhỏ ở trước mặt, trong lòng Văn Vũ càng lúc càng trầm xuống. Hai ma vật này hợp lại, khiến Văn Vũ cảm thấy áp lực, thậm chí ngang ngửa với cổ ma kia. Khạch 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 tiếng cười quái dị của yểm ma lại vang lên lần nữa nghe nói tên ngu xuẩn ba lô kia bị các ngươi giết thật sự là làm rất tốt cái tên ngu xuẩn kia ỷ vào thân phận cổ ma của mình dám xem thường ta chật 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 mang theo dăm ba cái tạp binh đã nghĩ mình sẽ có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ lần này không thể không nói đầu óc chính là thứ tốt thứ không có đầu óc chết càng sớm càng tốt ngươi lại nguyền rủa ta không có đầu óc thạch ma ở dưới thân nói với giọng trầm thấp nhưng trong lời nói lại không có chút cảm xúc dao động nào ngu xuẩn ta là nói ba lô không phải ngươi ngươi xem ngươi lại đang mắng ta ngu xuẩn ta cũng không ngốc chỉ là phản ứng có chút chậm thôi yểm ma vô cùng sáng suốt ngưng hẳn cuộc đối thoại này giới thiệu đơn giản một chút ta là rê gia bộ tộc yểm ma vĩ đại lần này đến là muốn mạng của tất cả các ngươi. Thạch thạch thạch, cho nên, các ngươi chết đi nhé. Chết đi nhé. Chết đi. Theo lời của yểm ma phát ra, một viên cầu lửa khổng lồ đánh thẳng về phía mọi người. Viêm bạo thuật, phát ra một viên cầu lửa thật lớn, đánh trúng bất kỳ một mục tiêu nào, sẽ tạo ra một vụ nổ mạnh. Mà ngay khi viêm bạo thuật của gia vừa mới phát ra, thạch ma ở dưới thân cũng triển khai công kích thủ đoạn công kích của thạch ma vô cùng đơn giản chính là bước một bước lớn vung quyền nện xuống thủ đoạn công kích đơn giản nhưng phối hợp với hình thể to lớn và sức lực hung mãnh nhất thời làm cho người ta hiểu được không thể địch lại đây chính là ưu thế của sinh vật có hình thể to lớn nói chung hình thể càng lớn sức mạnh càng mạnh dưới sự gia trì sức mạnh to lớn của thạch ma một nắm tay thật lớn cỡ bằng một chiếc ô tô trực tiếp nện xuống vị trí ban đầu của mọi người cho bụi bùng lên dữ dội mà tiếng nổ vang vang lên hai lần một lần là viêm bạo thuật một lần là đòn đánh mạnh mẽ của thạch ma thạch ma và yểm ma phối hợp tương đối ăn ý hai lần công kích trực tiếp bao trùm bóng dáng của mọi người các bụi bay đầy trời trong màn cho bụi một bóng người ôm vương phi phi na trực tiếp vọc ra đó là william theo william dẫn đầu đi ra từng bóng người từ bốn phương tám hướng tản ra chức nghiệp giả đi được đến đây, không có kẻ yếu, cũng không có kẻ ngốc. Đối mặt với hai kẻ giống như pháo đài thế này, phân tán là lựa chọn tốt nhất. Đợi cho cho bụi tản đi, chỉ để lại hai cái hố thật lớn, cùng với ba thi thể. Khạch 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 khạch. Theo tiếng cười quái dị của yểm ma, mí mắt phải của văn vũ giật không ngừng. Bởi vì, bên trong hố to trên mặt đất, có một thi thể, là người bị yểm ma khống chế. William, canh giữ ở bên cạnh Vina. Phản ứng của William tuyệt đối không chậm, nhìn thấy dáng vẻ của thi thể, lập tức phản ứng lại, ngay lập tức vung cự kiếm lên, từng bước một kéo vương phi Na rời xa vị trí của yểm ma và thạch ma. Toàn bộ chức nghiệp giả cấp 2, tản ra, hỗ trợ nhau rời đi càng xa càng tốt, nhìn thấy có người vô duyên vô cớ tiếp cận, trực tiếp khống chế. Đây là chỉ lệnh tác chiến do Khương Văn Đào truyền xuống cũng là biện pháp tốt nhất nhằm vào khả năng khống chế tinh thần của yểm ma yểm ma nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm giác một chút sau đó một dao động tinh thần kỳ dị bay thẳng đến chỗ vương phi phi na trăng rắc một tiếng giòn vang mặt dây chuyền trên cổ vương phi phi na đột nhiên xuất hiện một vết nứt a à, có đạo cụ phòng ngự công kích tinh thần nha chẳng trách vừa rồi yểm ma muốn khống chế vương phi phi na lại bị đạo cụ ngăn cản lại không sao cả. Dù sao, loại khống chế tinh thần này đối với chiến cuộc hiện tại ảnh hưởng không lớn, vậy thì cứ trực tiếp dùng thực lực nghiền áp bọn họ đi. Theo lời của yểm Ma, Thạch Ma ở dưới thân thông thả phát động tấn công về phía Văn Vũ và độc nhãn. Xung kích, phát động tấn công mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Năng lực hết sức bình thường, nhưng đặt ở trên người Thạch Ma, dù là công kích đơn giản, cũng sẽ sinh ra hiệu quả có tính hủy diệt. Giống như hiện tại, văn vũ chỉ cảm thấy giống như trước mắt có một ngọn núi đang điên cuồng đè ép về phía mình văn vũ và độc nhãn lập tức chia ra một trái một phải né tránh công kích của thạch ma sau đó một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện ở trước mặt văn vũ hư hóa trực tiếp phát động kỹ năng hư hóa quả cầu lửa cực lớn xuyên qua và trực tiếp nổ tung ở sau lưng văn vũ sóng nhiệt và sóng xung kích bay khắp nơi may mà văn vũ vẫn ở trong trạng thái hư hóa như trước ngoại trừ tổn thất lượng lớn thể lực thì không tăng thêm vết thương ngay sau khi ma vật phát động công kích nhân viên phụ trách chiến đấu với ma vật cũng đồng thời phát động công kích với thân thể to lớn của thạch ma có khả năng tham chiến chỉ có ba người khương văn đào sở tử lăng văn vũ cộng thêm độc nhãn phát động công kích trước tiên là độc nhãn bạo ngược chi viêm phun ra mãnh liệt cột lửa khổng lồ trực tiếp phun lên chân thạch ma lực lượng khổng lồ đánh lên khiến thạch ma lão đảo một trận nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc bạo ngược chi viêm bám vào trên thân thể thạch ma không ngừng thiêu đốt rất nhanh đã trực tiếp hòa tan chân của thạch ma oanh viêm bạo thuật đánh thẳng vào đầu độc nhãn thế nhưng độc nhãn hoàn toàn không có ý định trốn tránh một tia sáng đỏ lóe lên một bóng dáng một mắt đầy sẹo xuất hiện ở trước mặt yểm ma kỹ năng mệnh đấu có hiệu lực tố chất thân thể được tăng cao khiến cho bạo ngược chi viêm càng thêm hung mãnh trên người độc nhãn trực tiếp bùng lên ngọn lửa ma thuật màu đen điên cùng lao về phía thạch ma và yểm ma khạch 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 có chút thú vị yểm ma phát ra một trận cười nham hiểm tiếng cười vừa phát ra thạch ma ở dưới thân đã xảy ra biến hóa tuy rằng thoạt nhìn thạch ma có vẻ vụng về nhưng lúc chiến đấu tuyệt đối không hề có vẻ cồng kềnh như trong tưởng tượng huống chi Năng lực của bộ tộc Thạch Ma có thể nói là kỳ dị. Nham Thạch Chi Khu, thân thể được ngưng tụ thành từ nham thạch, chỉ giữ lại một viên hạch tâm, vị trí của hạch tâm có thể được vật chủ chỉ định tùy ý, sự tổn thương đối với thân thể mà nói là hoàn toàn vô hại, hơn nữa có thể tự do hấp thu nham thạch hoặc là đất cát ở phụ cận để xây dựng thân thể của mình. Mà trên chiến trường lúc này, không có gì khác ngoài cát, cát ở khắp mọi nơi. Không đến một giây đồng hồ thân thể của thạch ma đã trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, thạch ma trực tiếp phát động kỹ năng thứ ba của mình. Phân liệt, phân tán thân thể của mình, phân tán thành nhiều đơn vị độc lập, thực lực của đơn vị độc lập được quyết định tùy theo số lượng phân tách ra. Nhìn thấy thân thể cao 20 mét của thạch ma bị chia 5 xẻ 7, trực tiếp phân ra thành mấy chục thạch ma nhỏ cao 2 mét. Sau đó, những thạch ma nhỏ này vọt nhanh về phía đám người sở tử lăng tại chỗ, chỉ còn lại một thạch ma cao 5 mét. Khương Văn Đào một quyền đánh nát thạch ma nhỏ ở trước mặt, nhìn thấy thạch ma nhỏ vỡ ra khắp nơi, rồi lại nhanh chóng hợp lại với nhau, không khỏi mắng một câu. Những thứ nho nhỏ này, vậy mà lại có thể tái sinh không ngừng. Hơn nữa, mấy chục con thạch ma, thế nhưng đều có tố chất thân thể khoảng trên dưới 20 điểm. Đám thạch ma nhỏ bay nhanh tới, muốn nhào vào trên người sở tử lăng và Khương Văn Đào, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà năng lực tái sinh vô hạn của chúng lại làm cho hai người bó tay không biện pháp lúc này độc nhãn và thạch ma đã chiến đấu với nhau móng vuốt sắc bén của độc nhãn chụp vào trên người thạch ma trực tiếp chụp nát non nửa thân thể của thạch ma đồng thời bạo ngược chi viêm cũng nhanh chóng lan ra oanh ánh sáng đỏ lóe lên kiểm ma lại là một chiêu viêm bạo thuật trực tiếp nổ bay độc nhãn mà trong khoảng thời gian ngắn khi độc nhãn bị nổ bay Thạch ma đã dập tắt bạo ngược chi viêm trên người, tố thành thân thể một lần nữa. Huyết, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiếng huyết sáo vang lên, văn vũ ở phía xa hai chân dùng lực, trực tiếp lướt qua 10 mét, tay phải mạnh mẽ chụp xuống yểm ma ở trên người thạch ma. Hoành một tiếng. Công kích của văn vũ, bị tay phải của thạch ma miễn cưỡng ngăn cản. Sau khi phân liệt, tố chất thân thể của thạch ma bị suy giảm trên diện rộng, hiện tại tố chất thân thể chỉ đạt khoảng 50 điểm. Cùng lúc đó, độc nhãn ở cách đó không xa bay nhanh lại đây. Dưới sự liên thủ của Văn Vũ và độc nhãn, Thạch Ma và yểm Ma lâm vào hoàn cảnh xấu. Trong lúc nhất thời, tại vị trí của Văn Vũ trên chiến trường, ngọn lửa và hàng quan bay lượn. Mà lúc này, tại vị trí của đám người Khương Văn Đào, lại xảy ra một ít biến hóa nhỏ. Vốn những thạch ma nhỏ đang vây quanh ở bên cạnh Khương Văn Đào và Sở Tử Lăng, lúc này nhanh chóng tản ra bốn phía, chỉ để lại năm con cuốn lấy hai người, những con còn lại nhanh chóng bay vọt về phía những chức nghiệp giả đang quan sát cuộc chiến ở bên cạnh. Nhưng mà, thạch ma nhỏ với tố chất thân thể 20 điểm, đối với những chức nghiệp giả đang xem cuộc chiến ở bên cạnh mà nói, đều xem như kẻ yếu. Ngoại trừ thân thể bất từ là có chút khó đối phó. William chém ra một kiếm quan thật lớn, dọn dẹp sạch sẽ những thạch ma nhỏ đang bay đến ở xung quanh, nhìn về phía văn vũ ở giữa chiến trường thạch ma bị độc nhãn và văn vũ chà đạp đến nhìn không ra hình dáng trong mắt không khỏi lóe lên nghi hoặc tố chất thân thể của thạch ma vào lúc trạng thái đầy đủ đại khái khoảng 150 điểm chia làm nhiều vật nhỏ như vậy tương đương với việc làm suy giảm thực lực của mình làm như vậy hoàn toàn không hợp lý lúc này văn vũ đang dây dưa với thạch ma và yểm ma cũng nghĩ không ra lý do thạch ma làm như vậy vậy thì sẽ không suy nghĩ ánh mắt văn vũ lóe lên sự tàn nhẫn dưới tình huống không phong ấn kỹ năng mệnh đấu của độc nhãn hai ma vật trước mắt này căn bản sẽ không kiên trì được bao lâu hai con ma vật cũng phát hiện cân tiểu ly thắng lợi trước mắt lại nghiêng về phía con người nhưng chúng lại không có ý định chạy trốn một ngọn lửa trực tiếp bao phủ cơ thể của thạch ma mà yểm ma vốn đứng trên vai ma thạch lập tức nhảy xuống nhưng lại bị văn vũ trực tiếp cuốn lấy xúc tu tham lam nhanh chóng xé toạc chiếc áo choàng đen trên thân thể ma vật để lộ lớp da xám đen bên trong chỉ bằng một ngón tay đã trực tiếp đập nát một cánh tay của yểm ma đồng thời dùng sức mạnh hư hóa tránh được thuật bạo viêm sức mạnh của yểm ma đại khái khoảng một trăm nhưng năng lực cận chiến tương đương rác rưởi nếu không ngoài dự đoán thì trong vòng mấy chiêu sẽ chết trong tay văn vũ phía sau dưới ngọn lửa hung tàn của độc nhãn thạch ma không có sức đánh trả trực tiếp hóa thành một đám bụi bay tung tóe trên mặt đất đồng bọn của mày chết hết rồi lần này đến lượt mày văn vũ cắm sâu xúc tu tham lam vào trong cơ thể của yểm ma đồng thời dùng sức hai tay cố gắng mở rộng miệng vết thương từng đám từng đám chất lỏng màu xanh xám phun ra khỏi cơ thể yểm ma đó là máu của yểm ma khụ khụ yểm ma ho hai tiếng ánh sáng xanh trong mắt nó lúc sáng lúc tối đây là dấu hiệu tử vong ngươi xác định đồng bọn của ta đã chết rồi giọng nói suy yếu lại mang theo vài phần trào phúng phát ra từ miệng yểm ma đừng quên nhiệm vụ của các ngươi là gì mà nhiệm vụ của bọn ta là gì mắt văn vũ lập tức co rút lại trực tiếp rút xúc tu tham lam ra khỏi cơ thể yểm ma chuyển sang nhìn về phía vương phi phi na mà yểm ma đã ngã xuống đất chết không thể chết lần nữa nhưng tình cảnh xuất hiện ở phía xa khiến hốc mắt văn vũ muốn nứt ra ngay khi thạch ma và yểm ma tách ra, mấy con thạch ma nhỏ đang lao về phía William đột nhiên xảy ra biến hóa. Tất cả thạch ma nhỏ đột nhiên tê liệt ngã xuống đất. Sau đó, đất trước các mặt William đột nhiên xảy ra dao động. Ngay lúc William vừa phản ứng lại, chưa đến một giây, thạch ma khổng lồ đã xuất hiện trước mặt William. Thân hình nó cao 20 mét, che trời trước mặt William và Fina. Thân hình này bao gồm toàn bộ lực lượng của thạch ma. Sau đó, một nắm đấm to bằng ô tô đập về phía vương phi phi na ngay từ đầu yểm ma và thạch ma không nhằm mục đích giết tất cả mọi người điều này không thực tế xét cho cùng ngay cả cổ ma ba lô cũng đã chết trong tay nhóm người này mặc dù yểm ma luôn mỉa mai cổ ma ba lô nhưng yểm ma biết rất rõ sức mạnh của ba lô mục tiêu của bọn chúng vẫn luôn là phi na và tứ hoàng tử từ việc bắt đầu khống chế sự tự hủy của bắc sơn đến tấn công mục tiêu đầu tiên thì luôn lấy mục tiêu là giết tất cả mọi người. Điều này chắc chắn khiến mọi người có mặt ở đây cho rằng mục tiêu của hai con ma vật là giết tất cả mọi người. Khi thạch ma vừa thi triển tách ra, cốt lõi của nó đã không còn ở vị trí ban đầu nữa, mà là nhập vào cơ thể của một con thạch ma nhỏ đang lao về phía William. Đây là mục đích từ đầu đến cuối của yểm ma. Ông quyết tâm dù có chết cũng phải xử lý vương Phi Phi Na và tứ hoàng tử. Chỉ mất chưa đến một giây nắm đấm khổng lồ che trời đã đập đến chỗ vương phi Fina. William căn bản không kịp mở khóa uy nghiêm vương giả, sức mạnh khổng lồ đã tuôn đến lưỡi kiếm ngăn chặn nắm đấm của thạch ma. Chênh lệch gần gấp đôi về thể lực khiến William trực tiếp bay ra xa mà không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương. Nhưng thạch ma vẫn không ngừng tấn công lại. Mà vương phi Fina đã không còn người bảo vệ. Ầm. Uhm, lại là một quyền. Giờ khắc này, nguy cơ sinh tử một khi trúng mục tiêu thì nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ thất bại thì tất cả mọi người đều không thể tham nổi. Trong mắt Vương Phi Phi Na lóe lên sự kiên định. Một bàn tay đột nhiên phát ra quang mang. Lúc này, một quyền đất cát to lớn cùng một bàn tay trắng nõn thon dài va chạm vào nhau. Một tia sáng trắng lóe lên, Vương Phi Phi Na và Thạch Ma đồng thời biến mất. Chỉ còn lại tứ hoàng tử không ngừng khóc thúc thích tại chỗ. Vương Phi Phi Na cũng là một chức nghiệp giả, vừa rồi là vương phi phi na phát động sức mạnh trận chiến sinh tử cùng kẻ địch tiến vào không gian nhỏ hẹp không xác định mười phút sau hiệu ứng kỹ thuật bị hủy bỏ nhưng người phóng thích và người chịu thuật chỉ có thể có một người sống nếu sau mười phút cả hai đều sống sót thì không gian sẽ đóng vĩnh viễn chỉ có thể thi triển với một mục tiêu duy nhất văn vũ thất tha thất thểu đi tới chỗ vương phi phi na đứng lúc trước cậu dạy ra nhìn tứ hoàng tử đơn độc đứng trên mặt đất xong rồi. Như vậy là xong rồi. Giọng nói tuyệt vọng vang lên, âm thanh của sở tử lăng được truyền đến từ nơi không xa. Khóe miệng văn vũ không ngừng mất máy. Trận chiến thắng lợi. Nhưng tất cả mọi người đều không cười nổi. Không thấy Vương Phi Phi Na nữa. Mọi người ở đây đều không biết rốt cuộc Vương Phi Phi Na có năng lực gì, nhưng với tình hình trước mắt, xem ra Vương Phi Phi Na lành ít dữ nhiều. Cảm xúc tuyệt vọng không khỏi lan tràn ra còn chưa xong còn chưa xong văn vũ ôm tứ hoàng tử trong tay lớn tiếng rít gào không thấy vương phi phi na thì không nhất định đã chết chúng tôi chờ chúng tôi sẽ chờ ở đây văn vũ kiên định nói với mọi người nhưng trong mắt mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng lời văn vũ nói chỉ là khả năng mà thôi hơn nữa chúng ta còn tứ hoàng tử là khương văn đào nói những lời này trọng điểm của nhiệm vụ là giữ lại một mồi lửa cuối cùng cho thiểm lam tinh. Theo tôi, Vương Phi Phi Na không quan trọng, tứ hoàng tử mới là quan trọng nhất. Những lời này ngược lại là nói có sách mách có chứng, ít nhất đáng tin cậy hơn lời văn vũ nhiều. Mười phút nhanh chóng trôi qua. Trên bãi đất trống ban đầu, một tia ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó, một thân hình lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Là thạch ma. Giết nó văn vũ hạ mệnh lệnh với độc nhãn sau đó quay đầu đi không thể chịu nổi khi nhìn máu thịt trên mặt đất từ miếng vải rách lưu lại trên mặt đất đó chính là vương phi phi na độc nhãn và thạch ma trực tiếp triển khai chiến đấu thân thể to lớn của thạch ma bị độc nhãn trực tiếp đâm bay ngoài ra không có ai nhúng tay vào trận chiến giữa hai con quái vật xin lỗi xin lỗi william ở bên cạnh uống thuốc trị liệu xong nhìn thẳng vào phi không nhìn ra hình người nữa nước mắt nơi khóe mắt chậm rãi lăn xuống đây không phải lỗi của william tất cả mọi người đều biết nhưng william lại không vượt qua rào cản này phù phù văn vũ thở một hơi nặng nề trực tiếp giao tứ hoàng tử tới trước mặt william tiếp theo nhiệm vụ của anh chính là cậu ấy cậu ấy là mạng của anh cũng là mạng của mọi người william run rẩy ôm chầm lấy tứ hoàng tử nước mắt nơi khóe mắt càng lúc càng nhiều. William run rẩy gật đầu với Văn Vũ, chậm rãi đi đám xác thịt phía trước. Chậm rãi nhặt những không gian lóe sáng từ trong đám máu thịt lên, William quỳ một gối xuống đất. Kim tốn, chính trực, cảm thông, anh dũng, công chính, hy sinh, vẻ vang, linh hồn. Cường địch trước mặt, không sợ không sợ, quả cảm trung nghĩa, không thẹn với trời, trung thành chính trực, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bảo vệ kẻ yếu, vô nghịch thiên lý. Tôi thề, đối xử tử tế với kẻ yếu. Tôi thề, dũng cảm đối kháng với cường bạo. Tôi thề, chống lại tất cả sai lầm. Tôi thề, chiến đấu vì người Tây không tất sắc. Tôi thề, giúp bất kỳ ai xin tôi giúp đỡ. Tôi thề, không làm tổn thương bất cứ người phụ nữ nào. Tôi thề, trợ giúp anh em kỵ sĩ của tôi. Tôi thề, chân thành đối đãi với bạn bè của tôi. Tôi thề, yêu đến chết không phai. Tôi thề, dùng sinh mệnh của tôi bảo vệ mạng của tứ hoàng tử. Cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, cho dù phía trước là bụi gai trải rộng. Vẽ vang, mệnh của tôi. Tay phải của William đặt trên trán tứ hoàng tử, ngưng trệ gần 10 giây, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đây sẽ là lời hứa và sự kiên trì của một hiệp sĩ. Dùng sinh mệnh để bảo vệ. Ở đằng xa, độc nhãn chiến đấu với thạch ma đã xuất hiện kết quả. Thân hình to lớn của Thạch Ma mang đến sức mạnh không gì sánh kịp. Đáng tiếc, tốc độ của Thạch Ma thật sự không ổn. Dưới sự gia tăng của năng lực mệnh đấu, thể chất cơ thể của Độc Nhãn tăng mạnh đến hơn 200 điểm, miệng vết thương nhìn rất khủng bố lại hoàn toàn không ngại đối với năng lực chiến đấu của Độc Nhãn. Cho dù Thạch Ma không ngừng phân ra thành Thạch Ma nhỏ, muốn nhiễu loạn tầm mắt của Độc Nhãn, sau đó tự mình chạy ra công kích phạm vi của Độc Nhãn. Nhưng nó cũng bị độc nhãn nhìn thấu, ngọn lửa bạo tàn trực tiếp hạ gục những thạch ma nhỏ. Những móng vuốt với ngọn lửa đen điên cuồng mở rộng miệng vết thương trên cơ thể thạch ma. Hắc viêm tàn sát bừa bãi, tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Đây là tiếng kêu trên sắp chết của thạch ma. Cuối cùng, bụi trần lắng động. PS, bụi trần lắng động, ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả. Thân thể được ngưng kết từ đất cát của thạch ma trực tiếp bị độc nhãn đốt thành tro bụi, chỉ để lại một viên ma tinh. Độc nhãn ngậm ma tinh, chậm rãi đi về phía văn vũ. Cầm lấy ma tinh, văn vũ thu độc nhãn vào không gian hồn cảnh. Nhìn mọi người xung quanh đầy vẻ thất vọng, văn vũ thở dài một hơi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, nghỉ một chút, rồi nghỉ tiếp theo nên đi thế nào. Không chỉ cái chết của Vương Phi Phi Na, mà cái chết của Bác Sơn cũng là một tổn thất lớn cho cả đội, Điều này có nghĩa rằng hành trình tiếp theo chỉ có thể là khó khăn gấp rút. Trong một hang động, đây là nơi nghỉ ngơi tạm thời mà mọi người mất gần 4 tiếng đồng hồ mới tìm ra. Văn Vũ sững sờ nhìn tứ hoàng tử trong tay William, không biết lại nghĩ cái gì. Không chỉ Văn Vũ, tất cả mọi người xung quanh yên tĩnh ngồi, mặt đầy bi quan tuyệt vọng. Khó khăn của giai đoạn thứ hai quá lớn. Hiện tại, sắp là ngày thứ tư, gần trăm chức nghiệp giả cũng đã chết mất 80% càng khủng bố hơn là vương phi phi na là mục tiêu của nhiệm vụ cũng bị ma vật hành hạ đến chết đúng rồi kỵ sĩ không phải trong tay cậu có những không gian của vương phi phi na sao nhìn xem bên trong có thứ gì người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc là tổng quản đoàn đội khương văn đào william hơi do dự nhưng vẫn lấy những không gian màu ngân bạch của vương phi phi na ra ném cho khương văn đào văn vũ cùng nhau xem đi hững ừ Văn Vũ hơi phản ứng lại, lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Khương Văn Đào. Trên thực tế, hiện tại Văn Vũ cũng ở trong trạng thái hoảng hốt. Khương Văn Đào nói, mục tiêu của nhiệm vụ cuối cùng là bảo vệ tứ hoàng tử, mà không phải phi na, có đạo lý nhất định, nhưng nhỡ may thì sao? Nhỡ may nhiệm vụ thất bại thì sao? Mọi người đều sẽ bị nhốt ở tuyệt địa không có hy vọng này, chờ đợi cái chết. Hơn nữa, thật đáng buồn là đói chết, khát chết, hoặc là tuyệt vọng tự sát. Từ, phán đoán của tôi không sai. Khương Văn Đào móc ra một cái radar, khẳng định gật đầu với mọi người. Nghe thấy lời của Khương Văn Đào, mắt Văn Vũ sáng ngời lên, bước nhanh đi lên, đoạt radar trong tay Khương Văn Đào. Radar chỉ đến một vị trí ở phía Bắc Đông. Đối chiếu với lộ trình, vừa vặn là chỗ tránh nạn được mở bởi chúa tể theo như lời Vương Phi Phina đã nói. Đây là radar. Điểm chỉ tới là đích của chúng ta mọi người chúng ta vẫn chưa thua chúng ta vẫn còn hy vọng giọng văn vũ không khỏi lớn hơn một ít lại thuận lợi thu hút tầm mắt của mọi người tập trung đến chiếc ra da trong tay văn vũ chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tứ hoàng tử thuận lợi tới đích thì chúng ta sẽ thành công chúng ta có thể trở lại trái đất chúng ta có thể rời khỏi cái bảo địa thí luyện đáng chết này các anh em chúng ta còn hy vọng với tư cách là trưởng nhóm Văn Vũ không thể không phát biểu để nâng cao tinh thần. Đáng tiếc là Văn Vũ thật sự không phải người giỏi trong phương diện này. Hơn nữa, cái chết liên tiếp đã làm trong lòng một số người tràn ngập tuyệt vọng. Đại ca Văn. Văn Vũ, tôi có chút lời muốn nói. Giọng nói ngập ngừng vang lên, đó là một chức nghiệp giả bị thương nhẹ. Nói đi. Văn Vũ nhìn người này, thẳng nhiên nói. Trong giọng nói của cậu mang theo một chút nhu hòa ngoài dự đoán của mọi người tuy rằng văn vũ không quen lên làm cấp trên nhưng có một số việc văn vũ vẫn hiểu tình huống hiện tại không thể vừa tạo áp lực vừa độc tài điều này sẽ trực tiếp phá vỡ đội ngũ vốn đã không ổn định tôi tôi không chống đỡ nổi nữa giọng nói trầm khàn tuyệt vọng phát ra từ miệng của chức nghiệp giả này tôi không muốn đi tiếp nữa tôi cũng không đi nổi nữa tôi muốn ở chỗ này đợi cho dù nhiệm vụ thất bại mọi người lặng im đây là hành vi đào ngũ vậy là chờ đợi chúng tôi đi giải quyết lần thử nghiệm này mà anh đặt hy vọng vào chúng tôi phải không giọng nói lạnh băng của văn vũ vang lên người quen với văn vũ đều biết văn vũ đã nổi lên sát tâm xin lỗi tôi cũng không đi nổi nữa xin lỗi đại ca văn vũ xin lỗi văn vũ vừa dứt lời một âm thanh quen thuộc mang theo tiếng khóc nức nở vang lên là tôn ngạo thiên không đợi văn vũ phản ứng lại lại có một âm thanh vang lên đại ca văn vũ những người như chúng tôi căn bản không chống lại được ma vật giống như anh đã nói thậm chí ngay cả ngăn cản ma vật cũng không làm được có thể đi đến bây giờ tất cả đều là bởi vì thực lực của đại ca điểm này chúng tôi đều hiểu tuy nhiên tính mạng của chúng ta ở bên ngoài cho dù không có chút gì đảm bảo chúng ta sẽ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào ở trong mắt anh, tiện tay cũng có thể giết ma vật cấp 3, nhưng đối với chúng tôi mà nói, chính là tử thần. Tôi cũng không muốn đi về phía trước nữa, không phải tôi yếu đuối, mà là tôi căn bản không tìm thấy ý nghĩa của việc tiến lên nữa. Thật sự không có ý nghĩa, buông tha cho chúng tôi đi. Cầu xin anh đấy. Văn Vũ nhìn xung quanh. Toàn bộ chức nghiệp giả cấp 2 đều im lặng. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng thôi. Văn Vũ quay đầu lại, cố gắng che giấu sự tức giận trong mắt cậu. Cùng với sự tức giận dần tan biến, thì ngay sau đó là một cảm giác bất lực sâu sắc. Bọn họ nói vô cùng đúng. Sự thật, ở đây có vài người, đến tư cách làm bia đỡ cũng không có, đem bọn họ theo, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Còn ai có suy nghĩ như vậy không? Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của văn vũ vang trong động. Sau đó, một cánh tay rồi lại một cánh tay, dơ lên có tổng cộng 12 cánh tay dơ lên. Ở đây trừ hầu tử và tôn thủy tinh ra, toàn bộ đều là chức nghiệp giả cấp 2. Sự tham lam trong tay văn vũ dần dần trở nên lớn hơn, đồng thời cũng phát ra một cổ sát khí. Nhưng mà, nhìn văn vũ là 12 đôi mắt đầy sự quyết đoán. Các anh không sợ chết sao? Cho dù không sợ chết, các anh cũng sợ ma vật. Không sợ tôi. Văn Vũ hét lên với tất cả mọi người. Sợ, chúng tôi sợ chết, bởi vì sợ chết mới chủ động giơ tay lên. Trả lời Văn Vũ, lại là Tôn Ngạo Thiên. "Anh Văn Vũ, chúng tôi tất nhiên sợ anh giết chúng tôi, nhưng chúng tôi càng sợ sự tuyệt vọng hơn. Mỗi một lần anh nói ra, chúng tôi đều biết lại có người chết, là ai? Nhất định không phải mấy chức nghiệp giả cấp 3 bọn anh. Các anh có thuốc trị liệu, các anh có thực lực, nhưng chúng tôi thì có gì? Chúng tôi không có gì cả." chỉ có thể chờ đợi cái chết đến gần mỗi lần xuất phát chúng tôi đều nghĩ lần này lại chết mấy người ai sẽ chết anh văn vũ anh có hiểu cảm giác đó không chúng tôi có thể sống tiếp dựa vào cái gì để sống được lẽ nào là may mắn bởi vì ma vật không có xông đến chỗ chúng tôi nên chúng tôi mới sống được đến bây giờ cái loại cảm giác đó giống như có người cầm súng dí vào đầu chúng tôi vậy chúng tôi không biết trong súng có đạn hay không chỉ nghe một tiếng cạch, cạch trong súng, mỗi một lần, chúng tôi đều run rẩy. Cái chết không đáng sợ, đợi cái chết đến mới đáng sợ. Xin lỗi, dũng khí của chúng tôi đã không còn nữa rồi. Nhìn ánh mắt đầm đìa nước mắt và đầy tuyệt vọng của Tôn Ngạo Thiên, Văn Vũ đột nhiên cảm thấy chẳng có hứng thú gì. Tầng lớp không giống nhau, suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Bản thân đã nghĩ, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, còn mấy chức nghiệp giả cấp 2 này, chỉ có nghĩ làm sao để sống tiếp được. Thế giới, đối với kẻ yếu, sẽ càng tàn khốc hơn thôi. Thôi đi, bỏ đi. Tần Vũ thở dài thu lại móng vuốt. Quay đầu nói với Khương Văn Đào. Để lại cho họ ít đồ ăn. Lời vừa nói xong, Văn Vũ đi vào một góc, yên lặng nghỉ ngơi. Cảm ơn. Những tiếng cảm ơn lần lượt vang lên. Bọn họ, chọn sinh mạng của bản thân, tất cả đè lên người Văn Vũ và những người khác đây là nỗi niềm của kẻ yếu đến cả khả năng không chế vận mệnh của bản thân cũng không có chỉ có thể bị động chấp nhận kết quả nhưng văn vũ trong ánh mắt của sinh vật mạnh mẽ hơn không phải là kẻ yếu màn đêm buông xuống trong bóng đêm yên tĩnh một vài người lẻ loi đi bộ trên nền cát vàng văn vũ khương văn đào sở tử lăng william hầu tử tôn thụy tinh thêm cả tứ hoàng tử trong tay của william 7 người. Đây là đội hộ tống duy nhất còn lại. Số lượng người giảm còn ít, không có nghĩa là gánh nặng giảm đi. Sự thật là, chỉ cần Bế Tứ hoàng tử thì gánh nặng không giảm đi chút nào. Tốc độ của mọi người đều khống chế trong phạm vi chịu đựng được của Tứ hoàng tử. Mặc dù chậm, nhưng chắc chắn. Vừa rồi mới trải qua việc dày vò của các chức nghiệp giả, bây giờ không khí xung quanh mấy người họ cứ có chút gì đó nặng nề. Cảm ơn anh làm rất tốt, anh không hề chỉ giao vào những kẻ yếu. Người nói là William. Văn Vũ chỉ cười một tiếng. Không phải là vì phẩm cách gì cả, chỉ là vì giết đi những con côn trùng đáng thương như họ, tôi sợ bẩn tay mình mà thôi. Trả lời lại Văn Vũ là giọng đầy khẳng định của William. Không phải đâu, anh biết là vì cái gì, anh không phải là người tốt, nhưng anh vẫn là một con người. Văn Vũ im lặng. Sự thật là ngay cả văn vũ cũng phải thừa nhận đối diện với những đôi mắt tuyệt vọng đó trong lòng văn vũ cũng phải rung lên bọn họ nói đúng với những ma vật mà bọn họ có thể bị bóp nghẹt đến chết đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không tồn tại cơ hội thắng nếu đã như vậy bọn họ còn miễn cưỡng đi tiếp làm gì rốt cuộc là vì cái gì đưa theo bọn họ theo không nâng cao được năng lực chiến đấu của đội mà còn khiến cho một số người mất mạng đối với văn vũ mà nói không có ý nghĩa gì văn vũ có thể biến họ thành bia đỡ đạn nhưng bọn họ sẽ không để bản thân biến thành bia đỡ đạn ai cũng ích kỷ suy nghĩ của mỗi người cũng không giống nhau đừng nói nhiều nữa tôi là người thế nào tôi biết tiếp tục đi thôi văn vũ nói lớn với số người ít ỏi còn lại sở tử lăng đi đến cổ vũ cho văn vũ thật ra cũng không có gì xấu cả không có bọn họ Môi trường chiến đấu cũng sẽ sạch sẽ hơn một chút. Nghe thấy lời đùa của Sở Tử Lăng, Văn Vũ vỗ lên vai Sở Tử Lăng. Không có bọn họ, áp lực của chúng ta sẽ nặng nề hơn. Đừng có vậy. Sở Tử Lăng cười đẩy nhẹ Văn Vũ một cái. Nói cứ như bọn họ có tác dụng gì lắm không bằng. Văn Vũ chỉ cười không nói gì. Đúng rồi, anh Thụy Tinh, anh sao cũng đi theo vậy? Điểm này khiến cho Văn Vũ rất nghi ngờ. Thực lực của hầu tử không thể đánh giá bằng thể chất cơ thể của anh ta, đi theo cũng không có gì phải nói. Nhưng Tôn Thụy Tinh thì không như vậy. Thể chất cơ thể khoảng 30 điểm, khi Tôn Thụy Tinh đi cùng rồi bất cứ khi nào cũng phải đối diện với sự uy hiếp của cái chết. Tôn Thụy Tinh cười ha ha. Anh của tôi ơi, nhỡ như có chỗ nào dùng đến tôi thì sao? Văn Vũ nghiêm túc nhìn Tôn Thụy Tinh, gật đầu. Từ trong mắt Tôn Thụy Tinh, Văn Vũ thấy được sự cương quyết. Tôn Thụy Tinh, đã sớm bỏ chuyện sống chết qua một bên rồi. Giống như tất cả những người đang hộ tống tứ hoàng tử bây giờ đây. Phẩm chất của anh, khiến tôi rất bội phục, nếu như có cơ hội, anh có thể đến London tìm tôi, tôi sẽ giới thiệu anh vào Hiệp hội Kỵ sĩ. William nghiêm túc nhìn Tôn Thụy Tinh, câu nói ra khiến cho mọi người đều buồn cười. Kỵ sĩ, nói rồi, đó là Hiệp hội Kỵ sĩ, thế giới, còn tồn tại hay sao? sở tử lăng dẻo cật nói với william tồn tại có chỗ của kỵ sĩ thì có hiệp hội kỵ sĩ william nghiêm túc nói sau đó cuộc trò chuyện thay đổi dùng cách nói của người trung quốc các anh mà nói hiện nay đấy là hội trưởng của hiệp hội kỵ sĩ trước đây tôn lão đại sẽ là một thành viên của hiệp hội kỵ sĩ và sẽ là phó đội trưởng của hiệp hội kỵ sĩ cậu đừng có lôi tôi vào tôi là hiệp khách trung quốc nha trong tiếng cười, Tôn Thụy Tinh đầy vui vẻ lên tiếng. Trong môi trường bốn xung quanh đều nguy hiểm, quan hệ của tất cả mọi người đều được kéo lại gần. Được rồi, không ồn nữa, có mấy ma vật nhỏ ở phía trước kìa, xử chúng đi đã. Ở xa, có vài bóng dáng thoát ẩn thoát hiện. Tốc độ chiến đấu rất nhanh. Không phải con ma vật nào cũng đều có năng lượng của cổ ma thạch ma. Đa số, vẫn có vài con yếu đuối mới lên cấp 3 lôi được ma tinh trên đầu ma vật, văn vũ trực tiếp hấp thụ vào. Liên tiếp chiến đấu, khiến cho điểm thế chất cơ thể của chức nghiệp giả cấp 3 tăng cao. Điểm thế chất cơ thể của của văn vũ như cũ là 615 điểm, chiến lợi phẩm đều chi cho tiểu hồn thú, khiến cho điểm thế chất cơ thể của tiểu hồn thú đạt đến 60 điểm. Còn độc nhãn, sau khi ăn khá nhiều xác của ma vật, điểm thể chất cơ thể cũng đạt đến 93 điểm. Đây chính là ưu điểm của biến dị thú. Phương thức tiến hóa của bọn chúng, không cần ma tinh, chỉ cần xác chết. Đối với con người mà nói xác chết của ma vật như là thuốc độc, nhưng những biến dị thú thì lại không bao giờ từ chối. Bên cạnh, Khương Văn Đào, William và Sở Tử Lăng ba người họ cũng đang hấp thu ma tinh. Người đáng thương chính là Hầu Tử và Tôn Thụy Tinh, đã vào đến giai đoạn cuối cùng của thực luyện, nhưng thực lực của bọn họ không có chút gì tăng lên. Sau khi thu dọn xong chiến lợi phẩm, đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này theo hướng của radar tiến lên trước. Ngôi sao xanh lấp lánh trên bãi cát vàng dài, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi máu đen của ma vật bắn ra xung quanh, Văn Vũ lạnh lùng tàn nhẫn xé nó ra làm hai phần ngay trước mặt, sau đó rút toàn bộ sự chán nản và sợ hãi lên người ma vật. Được rồi, Văn Vũ, cuộc chiến kết thúc rồi. Khương Văn Đào lau máu trên mặt, rồi tiến đến giữ lấy Văn Vũ. Học, học. Văn Vũ thở hỗn hển, dùng lực đạp gãy hai chân của khối máu thịt nằm trên đất quay đầu lại nhìn mọi người bảy người và một con chó đều ở đó năm ngày liên tiếp chiến đấu đó là một kỳ tích nhưng mà tiếp sau đó vấn đề mà tất cả mọi người đều phải đối diện thuốc trị liệu đã dùng hết rồi điểm này chỉ cần nhìn mọi người thôi cũng có thể thấy rõ mồn một tiếp tục tiến lên trước văn vũ nhìn mọi người gật đầu đi đến phía đông vì bác sân đã mất mạng trong trận chiến năm ngày trước cho nên mấy người họ chỉ có thể cứ tiếp tục tiến về phía trước dưới tình hình như vậy liên tiếp gặp phải ma vật thời gian năm ngày cường độ chiến đấu quá cao thậm chí còn khiến cho văn vũ cảm thấy ngột ngạt nhưng mà vẫn chưa kết thúc ở xa tiếng gầm rú không rõ ràng có khoảng 10 con ma vật đang chạy đến lao thẳng về phía mấy người họ cứ có cảm giác sẽ chết ở đây Đối diện với mấy con ma vật có sức lực không giống nhau trước mặt, Sở Tử Lăng cười khổ nói: "Ngay lúc thế này, chỉ có Sở Tử Lăng mới nói ra mấy lời nói không có não này." Đánh! Cùng với tiếng hét của Văn Vũ, William ôm chặt lấy tứ hoàng tử trong lòng, theo sát phía sau mọi người. Trận chiến bi thảm lại nổ ra. Xé xác con ma vật với điểm thế chất không quá 50 điểm, máu của ma vật làm khuất tầm nhìn của Văn Vũ. Nghe thấy tiếng gió bên tai, văn vũ kích hoạt khả năng tưởng tượng của mình trực tiếp đánh nát những con ma vật lao đến xung quanh sau khi giết hai con ma vật trận chiến cũng kết thúc chủ yếu là do năng lực của độc nhãn quá mạnh một nửa ma vật là do độc nhãn giết không đúng văn vũ không đúng lắm mấy con ma vật này không có điểm tích lũy nghe thấy giọng nói của khương văn đào trái tim văn vũ trùng xuống không có điểm tích lũy sao lại như vậy còn chưa đợi văn vũ gì ra đáp án xác của ma vật ở dưới đất xảy ra biến đổi giống như cát xác của mấy con ma vật đã chết tan ra nền cát không còn thấy bộ dạng vốn có của chúng nữa mấy thứ này không phải ma vật cách xa đó hai bóng người một cao một thấp đi đến cao là một con cốt ma khổng lồ cao 4 mét toàn thân là những cái gai xương nhọn không còn nghi ngờ gì cũng có thể thấy rõ sự đáng sợ của nó còn thấp hơn là một con chỉ có mỗi bộ xương màu trắng trên người không có tí thịt nào bộ xương ánh lên màu bạc nhạt trong cái đầu lâu đáng sợ có một ngọn lửa màu đen đang không ngừng cháy gào một tiếng gầm đáng sợ vang lên phía sau mọi người ngay sau đó một tiếng ầm ầm mãnh liệt không ngừng lao đến chỗ bọn họ phía sau là một con ma vật kỳ nhông một con chu ma còn một con ngưu ma đang từ từ đến gần văn vũ và mọi người bị ma vật bao vây Nhìn năm con ma vật xung quanh, trái tim Văn Vũ trùng xuống. Theo đà này có thể cảm nhận được, năm con ma vật này mạnh hơn nhiều so với đám ma vật rác rưởi gặp mấy ngày nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này sẽ rất bi thảm và ác liệt. Hầu tử, Sở Tử Lăng, Khương Văn Đào, ba người các anh lo mấy con ma vật phía sau. Phía trước giao cho tôi và Độc Nhãn giải quyết. Văn Vũ nói xong, nghiêm túc nhìn William và Tôn Thụy Tinh. Hai người Bảo vệ Tứ hoàng tử, lần này ai chết cũng không được để Tứ hoàng tử chết. William nghiêm túc gật đầu, ông lấy Tứ hoàng tử vào người, đồng thời rút thanh kiếm khổng lồ ra. Vậy thì, còn chưa đợi Văn Vũ nói hết, bộ xương trắng ở phía trước đã tấn công trước. Sau khi bộ xương trắng giơ hai tay lên, các dần dần chuyển động. Thuật triệu hồi ngưng tụ cấp S, năng lực chủ động, một năng lượng thần bí khống chế những vật xung quanh, theo ý của chủ thể kết thành bộ dạng của sinh vật, tấn công kẻ địch. Cùng với sự phát động của thuật triệu hồi ngưng tụ, các bên dưới nhanh chóng tụ lại, sau đó, gần 100 con rối ma vật giống với con ma vật khổng lồ 4 mét ở bên cạnh bộ xương đứng dậy. Kíp kíp. Cốt ma cưới hai tiếng, đi thẳng vào đám con rối ma vật mới được tạo ra bởi huyễn thuật. Giống hệt nhau. Giống như những giọt nước trong đại dương, không phân biệt được. Gương mặt văn vũ thay đổi. Sức mạnh của hình nộm không bằng chủ thể, nhưng đáng sợ là, trong đó, có một con là thật với điểm thế chất cơ thể là 150 điểm. 100 ma vật hình nộm là vỏ bọc tốt nhất cho con cốt ma này. Vẫn chưa kết thúc, khi bộ xương vẫy tay lên, một vòng tròn ma thuật màu đen hiện lên trong không trung. Một tiếng gầm đáng sợ phát ra từ trong đó, sau đó là một bộ móng vuốt thò ra. Cấp độ triệu hồi, năng lực chủ động, ký khế ước với một sinh vật nào đó, bất cứ khi nào cũng có thể triệu hồi. Cấp độ triệu hồi phát động, chỉ có 10 phút mà sinh vật khế ước xuất hiện, thể lực vật chủ giảm 90%. Khi sinh vật trong vòng tròn ma thuật xuất hiện, một cảm giác sợ hãi vô cũng bao quanh mọi người. Cao gần 10 mét, móng vuốt sắc bén, hoa văn ma thuật lấp lánh trên bộ lông đen tuyền. Ba cái đầu chó hung dữ điên cùng gào thét, mùi hôi thối sọc lên. Càng thêm đáng sợ hơn chính là, đây là một con ma vật cấp 4 thay đổi chiến thuật giọng nói trầm thấp của khương văn đào vang lên anh tôn lần chiến đấu này anh đừng tham gia vào chạy về phía bên phải chạy càng xa càng tốt công thụy tinh trong trận chiến có cấp độ này hoàn toàn không có chỗ nhúng tay công thụy tinh cũng không phải kẻ ngốc nghe thế thì lập tức gật đầu chạy về phía bên phải nơi đó không có ma vật cũng không có ma vật nào đuổi theo tôn thụy tinh bởi vì tất cả ma vật chỉ có một mục tiêu đó là tứ hoàng tử đang trong vòng tay của william một lát nữa chúng ta sẽ đồng thời xông về phía trước văn vũ anh và william bảo vệ tứ hoàng tử xông thẳng ra ngoài giết chết bộ xương khô kia tôi và sở tử lăng sẽ mở đường cho hai người làm mồi nhữ để hai người có thể tiết kiệm thể lực độc nhãn chống lại con chó lớn kia còn đối thủ phía sau khương văn đào nhìn hầu tử một chút trong mắt hiện lên cảm xúc khó tả hầu tử, xin lỗi. Khương Văn Đào ảm đạm nói ra chiến thuật của mình. Đây là sự lựa chọn tốt nhất có thể nghĩ được trong thời gian ngắn. Theo như chiến thuật vừa rồi của Văn Vũ, Cốt Ma đang lẫn trốn trong hàng trăm con rối kia, nhất định sẽ tìm cách đánh lén để giết William hoặc Văn Vũ. Gần trăm con rối tạo thành một phương trận, nếu chỉ dựa vào William và Văn Vũ thì hoàn toàn không thể vượt qua. Nhiệm vụ của Sở Tử Lăng và Khương Văn Đào là xông lên phía trước làm mồi nhữ hấp dẫn sự chú ý của cốt ma, mở đường cho hai người kia. Thế thì ba con ma vật phía sau sẽ thành đối thủ của một mình hầu tử. Mặc dù chức nghiệp của hầu tử và hệ thống chiến đấu rất thích hợp để đối phó với nhiều kẻ địch. Mặc dù tố chất chiến đấu của hầu tử rất cao. Mặc dù thực lực của hầu tử không thể dùng đẳng cấp để tính toán. Nhưng, hầu tử lại thiếu hụt đạn dược. Một chức nghiệp giả cấp 2 một mình đối mặt với ba con ma vật cấp 3, kết quả như thế nào đã không cần phải suy nghĩ. Đã hiểu, đội trưởng. Hầu tử yên lặng thực hiện một cái quân lễ, sau đó rút hai khẩu súng lục, chạy về phía ba con ma vật phía sau. Hành động. Khương Văn Đào đang nghe truyện trên TV audio CV hét lên một tiếng, dường như muốn rút tất cả mọi phiền muộn ra ngoài, nhanh chóng lao tới đám con rối trước mặt. Văn Vũ cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, túng lấy William đang sững sờ đứng bên cạnh, theo sát phía sau Khương Văn Đào và Sở Tử Lăng. Khương Văn Đào và Sở Tử Lăng đi đầu đã bắt đầu tiếp xúc với đám con rối. Những ngón tay cứng rắn nhanh chóng đánh ra, trực tiếp đánh nát những con rối trước mặt, đồng thời, tiếng nổ dữ dội cũng vang lên từ nắm đấm của Khương Văn Đào. Đây là kỹ năng mà Khương Văn Đào có được khi đến cấp 3. Bạo liệt quyền Sức mạnh của bạo liệt quyền có thể khiến những con rối đó nổ tung, dư âm của vụ nổ còn cuốn bay mấy con rối đằng sau tố chất thân thể khoảng chừng 20 điểm. Giọng nói dồn dập của Khương Văn Đào truyền đến, báo cáo tình hình cho những người phía sau. Đồng thời, sở tử lăng ở phía sau Khương Văn Đào cũng đẩy lên hỏa diễm, nhanh chóng giết vài con rối nữa, mở ra một con đường cho William và Văn Vũ. Độc nhãn cũng có một trận chiến kịch liệt với con chó ma ba đầu phía sau. Trận chiến ngày càng nghiêng về một phía. Mặc dù kỹ năng của độc nhãn vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì tố chất thân thể chênh lệch nên độc nhãn vẫn bị đánh bay lên không trung. Sau đó, con chó ma ba đầu không để ý tới những người đang bị đám con rối vây quanh mà quay đầu tiếp tục ném độc nhãn ra ngoài. Cạch cạch. Em mờ thanh xương cốt cọ sát vào nhau, sau đó một giọng nói quỷ dị phát ra từ miệng bộ xương màu trắng. Đồ ngu, mau quay lại giết chết mục tiêu cho ta. Bộ xương khô gầm lên, âm thanh trống rỗng. Văn vũ căng thẳng, một khi con chó ma ba đầu quay lại và đặt mục tiêu vào bọn họ thì thứ chào đón bọn họ sẽ là một hồi tàn sát máu tanh nhưng tình huống lại có chút thay đổi con chó ma ba đầu chậm rãi dừng lại quay người về phía bộ xương khô màu trắng gầm lên một tiếng sau đó một quả cầu lửa nhanh chóng lao về phía đầu lâu tốc độ bay của quả cầu lửa rất chậm nên bộ xương trắng ung dung trốn đi nhưng tình huống này lại khiến cho bộ xương trắng vô cùng lúng túng con chó ma ba đầu sau khi phun quả cầu lửa về phía chủ nhân thì không thèm để ý đến những thứ khác lại tiếp tục đánh về phía độc nhãn đã đứng lên rất rõ ràng con chó ma ba đầu này không nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân hơn nữa chỉ số thông minh cũng cần được cải thiện đây có lẽ là sự không hay của triệu hoáng sư khế ước sinh vật có thể gây ra phản vệ vô cùng dữ dội balabolo bộ xương trắng thấp giọng chửi bới một tiếng sau đó lại ra tay ngạnh hóa thuật, tăng cường năng lực bảo vệ bên ngoài cơ thể của sinh vật. Pháp thuật này có tác dụng lên những sinh vật được triệu hồi bằng ngưng hoán thuật. Một tia sáng màu đen lóe lên, mặc dù bề ngoài tất cả các con rối không thay đổi gì, nhưng các chức nghiệp giả đang bị bao vây lại có thể cảm giác được những thứ này đã cứng lên không ít. Đi chết đi! Khương Văn Đào quát to một tiếng, bạo liệt quyền lại một lần nữa phóng ra, đánh bay những con rối ở trước mặt. Đáng tiếc là chỗ trống trước mặt vừa được tạo ra thì đã bị những con rối khác lấp đầy ngay lập tức. Phát. Vẫn còn chưa kết thúc. Sở tử lăng tức giận mắng một tiếng, một quả cầu lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay, mạnh mẽ đập xuống. Tất nhiên rồi, làm sao có thể kết thúc được. Thứ phát ra âm thanh lại là bộ xương khô màu trắng kia. Sau đó, nó lại tiếp tục vung tay lên lần nữa. Mặt đất bắt đầu rung rẩy. Cái này rõ ràng là ngưng, hoáng, thuật. Lại thêm gần 100 con rối nữa xuất hiện trong tiếng cười quỷ dị chói tai của bộ xương khô màu trắng. Giết mãi không hết. Văn Vũ trực tiếp bóp chết một con rối, nhưng số lượng chúng thực sự quá nhiều. Một nhóm bốn người giống như bị mắc kẹt trong đầm lầy, tiếng thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Nguyệt trảm sau lưng William nhanh chóng bay ra, dọn sạch đám con rối trước mặt. Nhưng ngay sau đó lại có một đám con rối đứng lên. Thứ này căn bản là giết mãi không hết. Lần này, đến cả Khương Văn Đào cũng không có cách nào. William, anh có thể ném tôi qua được không? Nhìn bộ xương khô trắng đang không ngừng phát uy, Văn Vũ bỗng nảy ra một ý kiến. William nhìn bộ xương đó một lúc, lập tức lắc đầu. Không được, khoảng cách quá xa. William quay lại nói với Văn Vũ. Nếu cả tôi nữa thì sao? người lên tiếng là sở tử lăng sở tử lăng cũng hiểu rõ ý tứ của văn vũ ném hai lần liên tục chúng ta cùng nhau đưa văn vũ tới đó văn vũ nhìn william gật đầu trong lúc nhóm người văn vũ chiến đấu ở bên này hầu tử cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình nhiệm vụ cuối cùng là chịu chết khương văn đào hiểu rõ ràng văn vũ đứng nghe cũng rõ ràng thậm chí đến cả sở tử lăng cũng hiểu tất nhiên hầu tử cũng rõ ràng thế nhưng có một số việc nhất định phải có người đi làm cho dù biết chắc chắn sẽ chết đối với hầu tử mà nói đó là mệnh lệnh cũng là trách nhiệm vì thế khi ba con ma vật kia xông đến người đối mặt với chúng là một dũng sĩ chân chính một chiến sĩ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống và cái chết cũng là một quân nhân quân chính mang trên mình vinh dự và niềm tin bên phát động tấn công trước là hầu tử một quả lựu đạn plasma bay thẳng vào giữa ba con ma vật bùng một tiếng nổ mạnh vang lên một ánh sáng màu xanh lam tản ra ngưu ma và chu ma linh hoạt lập tức rút lui khỏi phạm vi vụ nổ nhưng tiếc là con ma vật kỳ nhông lại không chạy đi lựu đạn plasma gây ra sát thương trí mạng cho những sinh vật cấp 2, uy lực đối với chúng vô cùng lớn con kỳ nhông này bị nổ văng cả da ra ngoài lộ ra mảng máu thịt đỏ lòng nhưng điều này lại kích thích bản tính tàn bạo của nó ma vật kỳ nhông cố nén đau nhất nhanh chóng lao về phía hầu tử. Bằng, bằng Tiếng súng mang lên, nhắm thẳng vào chu ma đang lao đến nhanh nhất. Khoảng cách chưa tới 20 mét, đối với hầu tử thì bách phát bách trúng. Nhưng khoảng cách này cũng nằm trong phạm vi tấn công của chu ma. Một thứ chất lỏng màu xanh biết phun về phía hầu tử. Nọc độc. Hầu tử nhanh chóng tránh đòn, sau đó lại tiếp tục bắn hai phát súng. Bốn phát súng liên tục đã khiến ma nhện nổ tung không nhận ra hình thù. Nó nằm co quắp trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, đây là một cuộc tranh tài không công bằng. Hầu tử còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất thì con ngưu ma đã lao tới giết hầu tử. Cặp sừng khổng lồ của nó đâm thẳng vào bụng hầu tử. Nó điên cuồng gầm lên một tiếng, nhấc hầu tử lên cao. Máu tươi theo cặp sừng của nó chảy ra, trong nháy mắt đã ngập tràn mặt nó. Con ngưu ma thè lưỡi liếm dòng máu đang chảy không ngừng, cả người vô cùng kích động máu ngon đã lâu rồi nó không được nếm trải sự kích động khiến nó càng thêm hưng phấn nó muốn hất bay hầu tử đi thuận tiện mở rộng vết thương trên bụng hầu tử nhưng không thành công con ngưu ma nghi ngờ ngẩng đầu nhìn thân hình bé nhỏ đang treo trên đầu mình sau đó chỉ nhìn thấy một họng súng đen ngòm tay trái hầu tử cố gắng hết sức cố định thân thể không để ý đến vết thương trên bụng vết thương lớn thế này trong tình huống thiếu hụt thuốc trị liệu thì đã không thể cứu được nữa rồi hầu tử nghĩ như vậy sau đó tay phải trực tiếp nhắm thẳng vào mắt con ma vật to như cái bát này bằng 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 sáu tiếng súng liên tiếp vang lên đây đã là sáu viên đạn cuối cùng trong súng của hầu tử rồi sức mạnh của súng tiểu liên ma thuật cải tiến không thể coi thường viên đạn đầu tiên bắn đổ mắt của ngư ma ngư ma điên cuồng hét lên một tiếng tay phải dùng sức nắm lấy hai chân hầu tử điên cùng kéo xuống dưới sức mạnh của ngư ma mạnh hơn hầu tử rất nhiều dưới sức ép như vậy miệng vết thương của hầu tử càng lúc càng to ruột và nội tạng cũng chảy ra ngoài nếu cứ tiếp tục như thế thì hầu tử sẽ bị nó xé làm hai mảnh nhưng viên đạn tiếp theo đã được bắn ra năng lực của hầu từ đơn giản thẳng thắn chính xác cấp ép bị động Cải thiện tỷ lệ trúng đích của các đòn tấn công tầm xa. Hỏa lực cường hóa cấp, bị động, cải thiện lực sát thương của vũ khí nóng. Hai năng lực đơn giản, nhưng mà, năng lực đẳng cấp không có nghĩa là uy lực. Viên đạn thứ hai bắn vào mũi ngưu ma, chỗ mũi bị trúng đạn lập tức tuôn ra một lượng máu khổng lồ. Viên đạn thứ ba lại trúng mắt. Viên đạn này theo vết nứt của viên đạn đầu tiên mà chui vào bên trong. Sau đó là viên đạn thứ tư, thứ năm, thứ sáu tay của ngưu ma đã dần dần không còn sức lực. Sau đó ngã ngửa trên mặt đất. Ốc nó bị mấy viên đạn bắn cho nát bét, hơn nữa, ngưu ma cũng không có sức sống mãnh liệt như cổ ma. Khụ khụ. Hầu tử bị treo trên đầu ngưu ma kịch liệt ho khan, một nguồn máu phun ra khỏi miệng. Ho ra máu thế này thì chắc là trái tim bị thương rồi. Hầu tử không quan tâm đến chuyện nội tạng bị chảy ra ngoài. Dù sao thì cũng chết mà thôi nhưng vết thương ở tim khiến hầu tử hơi đau một chút các vàng tràn ngập thiểm lam tinh bầu trời xám xịt và thăm thẳm không biết tiền trợ cấp được bao nhiêu có đủ cho đứa bé lớn lên hay không hầu tử nhìn bầu trời xám xịt nghĩ đến vợ con mình dựa theo năng lực và biên chế của hầu tử thì người nhà nghiễm nhiên được quân đội đón về nhưng đáng tiếc khi hầu tử xuất phát thì người chịu trách nhiệm đón gia đình hầu tử đến vẫn chưa quay lại đã ba năm không nhìn thấy hai mẹ con rồi, anh muốn nhìn thấy hai người một lần nữa. Một cái lưỡi đỏ tươi từ từ xuyên vào miệng vết thương của hầu tử. Sức mạnh khổng lồ khiến hầu tử cảm thấy trái tim mình sắp bị kéo ra ngoài rồi. Khẽ quay đầu lại, đập vào mắt là con kỳ nhông kia. Đúng rồi, nhiệm vụ vẫn còn chưa kết thúc. Nỗi đau đớn làm gián đoạn ký ức của hầu tử. Tay phải miễn cưỡng lôi ra một quả lựu đạn plasma. Ma vật kỳ nhông không biết đó là gì, thế nên nó cũng chẳng để ý gì đến hành động của hầu tử. Hầu tử nhanh chóng giật chốt bảo hiểm, sau đó tay hầu tử cố gắng chạm vào những không gian, lựu đạn plasma trong những không gian liên tục lăn ra. Này, quà tặng cho mày đấy, mong mày chết vui vẻ. ầm, uhm. ti plasma xanh bay ra mọi hướng, hủy diệt tất cả mọi thứ trong phạm vi, bao gồm cả ba con ma vật, bao gồm cả hầu tử cứ làm theo kế hoạch này nhanh lên một chút hầu tử sắp không chịu nổi rồi văn vũ gấp gáp như vậy không phải không có lý do văn vũ cảm thấy hầu tử nhất định không chịu nổi công kích của ba con ma vật đó thực lực chênh lệch rất nhiều không sao giọng nói của khương văn đào truyền đến hầu tử nhất định có thể chống chọi lại ba con ma vật đó anh ấy là binh của tôi hơn nữa từ trước đến nay hầu tử chưa thất bại nhiệm vụ nào Lần này cũng sẽ không thất bại. Giọng nói của Khương Văn Đào vô cùng chắc chắn. Bùng. Đúng lúc này, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Tiếng nổ mạnh thổi tung mọi thứ, thổi đến mức bộ trang phục bảo hộ của Văn Vũ bay phần phật. Bốn người nhất thời yên lặng. Mặc dù tất cả đều biết, khi kế hoạch tác chiến của Khương Văn Đào được ban bố thì hầu tử cũng cách cái chết không xa. Thế nhưng, khi cảnh tượng này diễn ra thì vẫn khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu bắt đầu thôi. Ít nhất cũng phải giết chết lũ khốn nạn này. Văn Vũ phá vỡ im lặng. Một, hai, ba, lên. Cùng với tiếng hô của William, sở tử lăng đứng trên tay William, hai chân dùng sức, mạnh mẽ lao về phía bộ xương khô màu trắng. Văn Vũ. Cùng với tiếng gào của William, Văn Vũ cũng nhanh chóng đạp lên tay anh ta. Văn Vũ giống như cưỡi mây đạp gió, nhảy về phía sở tư lăng. Sở tư lăng rơi xuống sớm hơn văn vũ một bước, lập tức gạt ngã mấy con rối xung quanh, dọn cho văn vũ chỗ để đặt chân. Tiếp tục. Văn vũ nói với sở tử lăng, đồng thời xé nát một con rối đang tiến lại. Hồng hỏa của của con rối khẽ lóe lên, nhất thời hiểu được ý nghĩ của những chức nghiệp giả này. Triệu hoán sư, bọn chúng đang định tiến đến chỗ ngài. Bộ xương màu trắng không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy. Con mẹ nó, mày muốn chạy đi đâu? cùng với tiếng quát của Văn Vũ, một bóng người nhanh chóng lướt qua những con rối, lao thẳng về phía bộ xương khô. Cứu ta! Cứu ta! Lúc này, bộ xương khô màu trắng cũng bắt đầu sợ hãi. Chưa nói đến khả năng phối hợp của bản thân, chỉ riêng chuyện sử dụng khế ước sinh vậy làm tố chất thân thể giảm xuống 90% cũng đã đủ để cho con ma vật cấp 3 này trở nên yếu như một con gà. Đáng tiếc là tiếng hô của nó không có ai đáp lại. Cốt ma trốn trong đám con rối, nhìn văn vũ đang đuổi theo bộ xương khô màu trắng kia thì ánh mắt chợt lóe lên. Nó không để ý đến văn vũ nữa mà lặng lẽ đi đến bên William cách đó không xa. Trải qua chuyện của vương phi Fina, phi William càng thêm cẩn thận, nguyệt trảm chém giết không ngừng. Anh ta phối hợp với Khương Văn Đào, giết càng lúc càng nhiều con rối. Mà con chó ma ba đầu kia vẫn đang không chịu tách khỏi độc nhãn. Dưới sự hỗ trợ của huyết nhục chi chương và mệnh đấu, tố chất thân thể của độc nhãn nhanh chóng tăng lên cấp 4. Nhưng không may cho nó, con chó ma ba đầu này không dễ đối phó. Ba chiếc đầu không ngừng phun ra năng lượng kịch liệt, đồng thời các vết thương trên người cũng không ngừng khôi phục. Hai bên chiến đấu đã rơi vào bế tắc. Nghe được tiếng kêu cứu của chủ nhân, chó ma ba đầu không thèm để ý đến, nhìn dáng vẻ của nó thì hình như muốn phân thắng bại với độc nhãn. Con chó ngu ngốc này cũng không biết nếu chủ nhân chết thì nó cũng sẽ bị sức mạnh của khế ước ném về ma giới, đến từ đâu thì cút về đó. Con mẹ nó, con chó ngu si, mày hại chết ông đây rồi. Bộ xương khô màu trắng vừa chửi thú khế ước vừa chạy trốn. Nhưng tố chất thân thể của nó lúc này đã giảm đến tận 90%, chỉ còn hơn 10 điểm. Dưới sự rượt đuổi của Văn Vũ có tố chất thân thể trên 120 điểm, bộ xương khô màu trắng. Nhất định phải chết, Tham lam chi xúc trực tiếp chạy qua sống lưng của bộ xương, cắt đứt nó. Bộ xương khô màu trắng ngã lăn ra đất, phát ra những tiếng hét thảm thiết. Đang muốn triệu hoán khế ước sức mạnh trong tay thì bị văn vũ dẫm đứt cánh tay. Không có lối thoát. Văn vũ nhanh chóng bẻ cổ nó, đồng thời tham lam chi xúc cũng luồn vào trong hộp sọ, không ngừng khuấy động, đến tận khi hồn hỏa bị dập tắt hoàn toàn mới thôi. Bộ xương khô màu trắng đã chết. Cùng với cái chết của nó, Phía sau lưng con chó ma ba đầu bỗng nhiên xuất hiện một pháp trận màu đen Một bàn tay to lớn thò ra Nắm lấy con chó ba đầu ngu ngốc kia trở về ma giới Con chó ngu ngốc gào lên Đồng thời ba cái đầu của nó liên tiếp phun ra hỏa diễm Nọc độc và hàng băng, điên cùng tàn phá Độc nhãn bị dòng năng lượng dữ dội tấn công Thân thể giống như bị tróc ra từng lớp Dùng mắt thường cũng có thể nhận ra nó đang nhỏ dần đi Sau khi dòng năng lượng kết thúc Bóng dáng độc nhãn lại xuất hiện Thân thể cao hơn 4 mét đã thấp đi một khoảng, da thịt trên người biến mất không thấy tăm hơi, nội tạng hoàn toàn lộ ra ngoài. Nếu không nhờ huyết nhục chi chương thì độc nhãn đã chết rồi. Nhưng vết thương nghiêm trọng như thế đã đạt đến điểm giới hạn của độc nhãn. Độc nhãn quay đầu, đang muốn hỗ trợ William nhưng lão đảo hai lần đã ngã xuống đất. Nếu con ma chó ba đầu kia kiên trì thêm 3 giây nữa thì độc nhãn đã không trụ nổi. Ngay khi bộ xương trắng kia chết thì những con rối cũng nhanh chóng hóa thành cát, sau đó hòa vào vùng đất trước mặt, rồi hoàn toàn biến mất. Có chuyện gì xảy ra vậy? Con cốt ma kia đâu? William ôm tứ hoàng tử, hai tay giơ đại kiếm, lưng dựa lưng với Khương Văn Đảo hỏi. Chỗ tôi cũng không có. Khương Văn Đào trả lời. Hai người nhìn xung quanh 360 độ không sót chỗ nào. Thế nhưng, không thấy bóng dáng cốt ma giống như cốt ma đã hoàn toàn biến mất không chút tâm hơi. Dưới chân. Dưới chân. Xa xa, giọng nói của văn vũ truyền đến, làm cho William lạnh cả người. Cốt ma đang ở dưới chân hai người. Tốc độ lan truyền của âm thanh là 340 m trên giây, tốc độ này đối với chức nghiệp giả cấp 3 mà nói thì không tính là nhanh. Khi các chức nghiệp giả cấp 3 chiến đấu, dùng âm thanh để truyền báo tin tức khẩn cấp là một chuyện viễn vông. Thế nên, Văn Vũ đã nhắc nhở chậm. Hai móng vuốt bằng xương to lớn nắm lấy hai chân William, sau đó mạnh mẽ kéo xuống phía dưới. Đến lúc này thì giọng nói của Văn Vũ mới từ xa truyền đến. William căn bản không kịp suy nghĩ gì, trực tiếp kéo tứ hoàng tử đang ôm cổ mình xuống ném cho Khương Văn Đào. Sau đó, cốt ma và bóng dáng của William đều tiến vào trong cát. Chạy mau, chạy mau. Sau khi câu này của Văn Vũ truyền đến thì cả Văn Vũ và Sở Tử Lăng cùng lao về phía này. Câu này là nói với Khương Văn Đào. Phản ứng của Khương Văn Đào không chậm, lập tức xoay người muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng một bóng dáng khổng lồ từ lòng đất chui lên. Địa hành, có thể di chuyển trong lòng đất, nhưng tốc độ di chuyển giảm đi 90%. Khương Văn Đào nhìn bóng dáng cao hơn 4 mét trước mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thứ xuất hiện trước mặt Khương Văn Đào là cốt ma, còn William đã không thấy bóng dáng. Tình cảnh này giống như vừa mới xảy ra. Cũng là lúc cuộc chiến đấu khốc liệt sắp kết thúc. Cũng là hai người lớn và một đứa bé đối mặt với ma vật. Cũng là một người lớn đã bị ma vật giải quyết. Nhưng lần này Khương Văn Đào lại không có cách nào bảo vệ tứ hoàng tử. Ngay cả khi hy sinh bản thân mình. Xa xa, Văn Vũ và Sở Tử Lăng nhanh chóng tiếp cận. Chỉ cần 5 giây là có thể chạy tới nơi này nhưng 5 giây, quá dài. Ngay khi cốt ma chui ra khỏi lòng đất, đối mặt với Khương Văn Đào thì móng vuốt sắc nhọn đã vươn ra. Móng vuốt của cốt ma nhanh chóng biến hình thành một chiếc gai nhọn, nhằm ngay vị trí tứ hoàng tử trong lòng Khương Văn Đào mà tàn nhẫn đâm tới. Cốt ma có tố chất thân thể hơn 150 điểm, Khương Văn Đào chỉ có hơn 50 điểm, căn bản không phản ứng kịp. Dọc theo con đường này, đóng góp của Khương Văn Đào trong trận chiến cũng không lớn lắm, dù sao tố chất thân thể của anh ta cũng chỉ đến mức đó. Thế nên không thể nào tránh thoát được đòn công kích này. Đòn này chính là đường chết. Bùng. Em mờ thanh đất cát nổ tung. Ngay sau đó là tiếng gai xương đâm vào da thịt. Chạy mau. Người nói ra câu này là William. Tốc độ đi xuyên cát rất thấp, sau khi bị kéo xuống lòng đất, William mở ra vương giả uy nghiêm, dựa vào tố chất thân thể 150 điểm, mạnh mẽ chui ra ngoài sau đó anh ta không chút chậm chen vào giữa cốt ma và tứ hoàng tử sau khi bị kéo xuống lòng đất william và cốt ma đã có một cuộc chiến đấu ngắn cái này cũng không thể gọi là chiến đấu bởi vì dưới lòng đất là sân nhà của cốt ma lúc này william đứng trên mặt đất trên người chằng chịt các vết thương máu không ngừng chảy xuống điều kinh khủng hơn là còn bị cốt ma xuyên cho một nhát cú đánh này tạo thành một lỗ thủng lớn trên ngực william khương văn đào nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lập tức chạy ngược về sau ngay khi khương văn đào quay đầu chạy thì chiến đấu kịch liệt cũng nổ ra người ra tay đầu tiên là người chỉ còn lại một nửa cái mạng william vết thương trên người william lúc này đã không khác gì bị phán tử hình thế nên william cũng không quan tâm đến chuyện trên thân mình còn cắm một chiếc gai xương anh ta nhanh chóng chém về phía cốt ma trước mặt nhưng đáp lại william chỉ là tiếng cười nhạo của cốt ma khống cốt thuật tùy ý điều khiển các xương cốt trên thân thể theo ý muốn khiến xương cốt sinh sản đủ loại biến hóa vừa rồi móng vuốt có thể biến thành gai xương đây chính là khả năng sử dụng của năng lực này mà bây giờ cốt ma lại một lần nữa biến hình biến hình ngay trong thân thể william tốc độ biến hình của ma cốt nhanh hơn tốc độ dơ kiếm của william rất nhiều thế nên một cảnh tượng cực kỳ đẫm máu đã diễn ra ngay trước mắt văn vũ và sở tử lăng những chiếc gai xương như bông hoa tươi nở rộ trong cơ thể william trong nháy mắt thực sự là trong nháy mắt đã cắt nửa người trên của william thành nhiều mảnh nhỏ thanh kiếm khổng lồ giơ lên càng lúc càng chậm mãi đến cuối cùng mới có thể chạm vào đầu cốt ma nhưng lúc này đã không còn một chút sức mạnh nào nữa cốt ma từ từ rút tay phải ra một vết thương thật lớn xuất hiện trên lồng ngực của William. Vết thương này không khác gì một cái cửa sổ, nhìn qua vết thương còn có thể nhìn thấy được các bụi đang bay. Một tên. Giọng nói trầm thấp và lãnh đạm từ miệng cốt ma truyền ra. Sau đó, nó quay người lại, chuẩn bị đuổi theo Khương Văn Đào và Tứ Hoàng Tử. Cốt ma có đầu óc, nó cũng biết giao đấu cùng những con người này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần giết chết Tứ Hoàng Tử thì tất cả mọi cố gắng sẽ được đền đáp. Nhưng nó vừa quay đầu định chạy thì lại bị một sức mạnh kéo lại. "Tao vẫn còn chưa chết đâu." Giọng nói vang lên phía sau, một thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng vào thân thể cốt ma. Sức mạnh và sự sắc bén của thanh kiếm khiến áo giáp trên người cốt ma vỡ tan tành, thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng vào xương cốt nó. "Thủ đoạn mà mày vừa làm với tao, bây giờ tao sẽ trả lại." Giọng nói yếu ớt nhưng kiên định, sau đó một ánh sáng trắng lóe lên trên cự kiếm. "Nguyệt trảm!" nguyệt trảm nguyệt trảm ba tiếng nguyệt trảm vang lên cự kiếm từ từ bạo phát ba ánh kiếm phun ra từ thân thể cốt ma a a a a một tiếng gầm khủng khiếp từ miệng cốt ma truyền đến ba đạo nguyệt trảm đã hoàn toàn cắt đứt thắt lưng của cốt ma cốt ma lập tức bị cắt thành hai đoạn chết đi khốn nạn chết đi cốt ma hoàn toàn không thể tưởng tượng được william lại có ý chí kiên định như vậy trước khi chết vẫn có thể kéo theo nó xuống hoàng tuyền. Tình huống bất ngờ đã gây ra cái chết của cốt ma. Theo tiếng gầm gừ của nó, bộ cốt giáp trên người trực tiếp bắn ra ngoài. Bạo cốt thuật, năng lực thiên phú của bộ tộc cốt ma, chỉ những tinh anh mới có thể nắm giữ kỹ năng này. Trong tình huống không còn gì để mất, bộ cốt giáp của cốt ma sẽ nổ tung, gây ra sát thương trí mạng cho những kẻ địch ở xung quanh. Sau khi cốt giáp nổ thì ký chủ cũng chết cốt ma là bộ tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ trong ma tộc tính cách cũng vô cùng cực đoan lúc sắp chết cốt ma hung hăng phát động tự bạo văn vũ và sở tử lăng vừa chạy tới bên cạnh cốt ma nhìn thấy hành động của nó thì nhanh chóng chạy về phía ngược lại nhưng cốt ma lại muốn kéo văn vũ và sở tử lăng cùng chết william ở sau lưng cốt ma sau khi bạo phát cũng đã ngã trên mặt đất không động đậy bùng tiếng nổ dữ dội từ xa vọng đến văn vũ nắm lấy sở tử lăng dùng sức ném về phía trước dù sao thì hai người đã chạy tới bên cạnh cốt ma dựa vào tốc độ tự bạo của nó thì hai người rất khó chạy ra ngoài văn vũ không tránh được phạm vi công kích của nó đối mặt với tính hình này văn vũ có hai đường để đi một là lôi kéo sở tử lăng cùng chết hai là dùng toàn bộ sức lực ném sở tử lăng ra ngoài để sở tử lăng sống sót còn mình sẽ chấp nhận nổ tung đứng chắn trước mặt sở tử lăng, chắn cho anh ta những thương tổn. Nhưng mà thân người làm sao có thể chắn được quy lực của vụ nổ này chứ? Văn Vũ ném sở tử văn ra ngoài, sau đó giải trừ trạng thái chiến đấu, mở hồn cảnh thứ hai, thu độc nhãn vào bên trong. Sau đó lại tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu, gia tăng huyết nhục chi chương, khởi động năng lực hư hóa, nhanh chóng chui vào lòng đất. Cùng phong bão táp nổi lên, dư âm của vụ nổ lao thẳng đến nơi Văn Vũ đang ẩn nấp. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Văn Vũ không kịp chui quá sâu vào lòng cát. Cơn bão kinh hoàng xen lẫn vô số mảnh xương thổi qua thân thể Văn Vũ. Dưới trạng thái hư hóa, Văn Vũ chỉ cảm thấy thể lực của mình dần dần hao tổn. Thể lực biến mất gần như không còn lại gì, nhưng bão táp trước mắt vẫn chưa kết thúc. Những mảnh xương đánh thẳng lên người Văn Vũ, cậu chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sau đó bất tỉnh nhân sự. Gió thổi qua gò má mấy viên sỏi khổng lồ làm văn vũ hơi đau cảm giác đau đớn giúp cậu từ từ tỉnh lại cả người hơi lay động văn vũ có thể cảm giác được mình đang ở trên lưng một người văn vũ mở mắt ra nhưng đập vào mắt là một màu đen kịt không nhìn thấy gì cả tôi mù văn vũ khàn giọng lên tiếng sau đó cổ họng đau nhói từ vết thương của anh rất nghiêm trọng thực ra cậu còn sống đã là một điều khiến tôi kinh ngạc rồi Văn Vũ nhận ra giọng nói của người đang cổng mình là Tôn Thụy Tinh. Bây giờ tôi không nhìn thấy, cũng chẳng cảm giác được gì, không khác gì bị bại liệt. Thế này thì có khác gì phế nhân? Văn Vũ cẩn thận cảm ứng thân thể, nửa đùa nửa thật nói. Nửa người dưới của anh đã không còn, nội tạng cũng rơi mất một nửa, còn không có cả trái tim. Vậy mà không ngờ anh vẫn có thể nói chuyện. Thành thật mà nói, nếu không phải anh tôn kiên trì muốn đưa anh theo thì tôi sẽ không để ý đến bộ dạng này của anh đâu người lên tiếng là sở tử lăng thực ra nếu không có năng lực huyết nhục chi chương thì văn vũ chết chắc rồi hơn nữa đến tận bây giờ văn vũ vẫn đang trong trạng thái chiến đấu một khi giải trừ trạng thái chiến đấu không có sự bảo vệ của huyết nhục chi chương thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ anh không sao chứ không sao cảm ơn nếu vừa rồi không phải trong thời khắc sống còn văn vũ đẩy sở tử lăng ra thì bây giờ chỉ sợ sở tử lăng đến bộ xương cũng chẳng còn chết một người còn hơn chết hai người huống hồ không phải tôi vẫn chưa chết sao đúng rồi tứ hoàng tử đâu ở chỗ tôi sở tử lăng nói ngoài ra không còn tiếng bước chân của người nào khác tôi hôn mê bao lâu rồi một ngày tôn thụy tinh nói ồ vậy thì chúng ta sắp đến đích rồi. Đúng vậy. Khương Văn Đào đâu? Sở Tử Lăng và Tôn Thụy Tinh đồng thời im lặng không lên tiếng. William và hầu Tử chắc chắn đã chết rồi, dù sao Văn Vũ cũng nhìn thấy trạng thái của hai người họ. Nhưng Khương Văn Đào chắc chắn đã chạy ra khỏi phạm vi tự bạo của Quốc Ma, chỉ cần nhìn tứ hoàng tử trong tay Sở Tử Lăng là biết. Nhưng bây giờ chỉ có tiếng bước chân của Tôn Thụy Tinh và Sở Tử Lăng. Từ. Văn Vũ lẩm bẩm một tiếng, đã biết rõ đáp án. Một ngày này không thể không gặp ma vật, đây là kinh nghiệm rút ra của Văn Vũ, mà thái độ hiện tại của hai người này cũng đã nói lên tất cả. Cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện, lão Khương nói rồi, anh ấy dụ con ma vật ra chỗ khác rồi sẽ quay lại tìm chúng ta. Giọng nói của Sở Tử Lăng càng lúc càng nhỏ, bởi vì Khương Văn Đào đã rời đi 15 tiếng. Nếu có thể trở về thì đã sớm trở về rồi. Xin lỗi tôi có lỗi với mọi người càng có lỗi với bọn họ văn vũ trầm thấp nói có gì mà phải xin lỗi sở tử lăng cố làm ra vẻ tiêu sái nói thực ra với chỉ số thông minh của người bình thường hoàn toàn có thể hiểu tại sao văn vũ lại xin lỗi tất cả bảo vật đều bị văn vũ lấy đi nhưng cái giá lại do mọi người gánh chịu hơn nữa cái giá phải trả đắt vô cùng mặc dù chuyện này cũng do yếu tố tham lam quyết định nhưng sau khi trải qua những trận chiến tàn khốc văn vũ cũng phải nói với những dũng sĩ đã chết một tiếng xin lỗi và cả cảm ơn gào tiếng gầm từ đằng xa vọng lại càng lúc càng gần sở tử lăng nghe được tiếng gầm gừ thì bước chân hơi ngừng lại sau đó yên lặng giao tứ hoàng tử cho tôn thụy tinh lần này đến lượt tôi rồi còn lại giao cho anh tôn mang theo tứ hoàng tử ra ngoài đúng rồi nếu có thể sống sót tôi sẽ đuổi theo còn chưa dứt lời, cả người Sở Tử Lăng đã bắt đầu tỏa ra những ngọn lửa trắng, chạy đến nơi phát ra âm thanh. Giống như một ngôi sao băng. Công Thụy Tinh đón lấy Tứ hoàng tử, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, sau lưng liên tục vang lên tiếng chiến đấu kịch liệt. Cùng với tiếng gầm thét của ma vật và tiếng hét của Sở Tử Lăng, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một đợt sóng nhiệt. Mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Bao gồm cả quái vật. Bao gồm cả Sở Tử Lăng bọn họ đều làm rất tốt chuyện đến nước này văn vũ chỉ có thể nói như vậy mặc dù lời này đối với người đã chết chẳng có tác dụng gì nhưng ít nhất có thể khiến văn vũ cảm thấy dễ chịu hơn một chút đúng vậy văn vũ ở trên vai tôn thụy tinh có thể cảm giác được tôn thụy tinh gật đầu lia lịa thả tôi xuống một mình anh đưa tứ hoàng tử đi thôi tôi thế này sẽ kéo chậm tốc độ của anh văn vũ thật lòng nói với tôn thụy tinh theo như tình trạng thể chất của Văn Vũ như bây giờ, dùng từ gánh nặng cũng không đủ để hình dung. Nếu như đổi thành Văn Vũ, cậu sẽ không chút do dự mà vứt bỏ. Nhưng người đang cổng Văn Vũ là Tôn Thụy Tinh. Tôn Thụy Tinh không nói câu nào, cũng không làm bất cứ động tác gì. Cả người ông ta như cái máy, vừa cổng Văn Vũ vừa bế tứ hoàng tử đi về phía trước. Phía trước là đường sống của hai người, là hy vọng của hai người. Gió thổi nóng rực, Tôn Thụy Tinh đưa bình nước đến bên miệng Văn Vũ. ực ừ, ực. Ừ. Văn Vũ uống mấy ngụm nước, sau đó nước theo lỗ thủng trên ngực Văn Vũ chảy xuống lưng Tôn Thụy Tinh. Anh xem, bây giờ tôi uống nước còn chẳng được, anh cổng tôi làm gì chứ? Giọng điệu của Văn Vũ rất bình thản, giống như lúc cậu khuyên Tôn Thụy Tinh từ bỏ những người già ở trấn HL kia. Không phải Văn Vũ muốn chết, mà là nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều phải chết. Những người đã chết sẽ trở thành chết vô ích. Văn Vũ không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết. Hơn nữa, với trạng thái bây giờ của Văn Vũ thì sống chết không phải chuyện cậu có thể tự quyết định, Tôn Thụy Tinh cũng không thể quyết định. Thứ có thể quyết định chỉ có thể là những chướng ngại vật còn chưa biết, những ma vật còn chưa xuất hiện mà thôi. Không được, nếu để cậu ở đây thì chỉ cần đến trưa là cậu sẽ bị nhiệt độ cao ở đây thiêu chết. Đi cùng tôi thì ít nhất tôi còn có thể tìm được cho cậu chỗ nào mát mẻ hơn nữa tôi không giống cậu tôi sẽ không từ bỏ người đồng hành của mình văn vũ ngẫm nghĩ lời nói của tôn thụy tinh một lát sau bắt đầu cười thành tiếng tiếng cười động đến khí quản của văn vũ khiến cậu ho kịch liệt khụ khụ bạn đồng hành khụ khụ anh làm gì có tư cách làm bạn đồng hành của văn vũ tôi cơ chứ lời nói của văn vũ rất lạnh lùng và tàn nhẫn anh có tư cách gì làm bạn đồng hành của tôi thực lực của anh yếu như vậy làm sao, bây giờ nhìn tôi sắp không xong rồi nên muốn tới bấu víu quan hệ à? Đồng tình. Thương hại. Hay là cười trên nỗi đau khổ của người khác? Văn Vũ này cho dù chết cũng không cần người khác thương hại. Văn Vũ vừa nói xong thì lại tiếp tục ho khan một trận nữa. Nhưng mà Tôn Thụy Tinh vẫn không có động tác gì. Tôi không biết những lời cậu nói xuất phát từ nội tâm hay là muốn để tôi vứt bỏ cậu? nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ cổng cậu đi tới điểm cuối của lần luyện tập này, trừ khi tôi không đi được nữa. Việc này không liên quan đến những điều khác, chỉ là chuyện tôi phải làm, hoặc cũng có thể nói là tôi muốn làm. Giọng nói bình thản của Tôn Thụy Tinh khiến Văn Vũ yên lặng. Cảm ơn anh. Ngoài ra, nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Văn Vũ hôn mê một lúc thì bị đánh thức. Sao thế? Cậu không nhìn thấy gì, chỉ cảm giác tôn thụy tinh thả mình xuống đất sau đó một thứ gì mềm mềm được tôn thụy tinh nhét vào lòng mình tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai văn vũ biết đây là tứ hoàng tử phía trước có vài thứ tôi đi xử lý một chút ngữ điệu của tôn thụy tinh rất kiên quyết anh phải biết nếu anh chết thì nhiệm vụ lần này sẽ thất bại tôi biết thế nên tôi sẽ không chết vừa dứt lời tôn thụy tinh đã lao về phía trước Văn Vũ lẳng lặng lắng nghe âm thanh truyền đến. Nghe tiếng bước chân thì chỉ có một con ma vật. Nhưng mà Văn Vũ chưa từng thấy ma vật cấp 2 xuất hiện ở nơi này. Thế nên chiến đấu kịch liệt vang lên. Tiếng gầm thét của ma vật, cả tiếng kêu đau đớn của Tôn Thụy Tinh, xen lẫn còn có âm thanh tấm khiên đập vào ma vật. Thậm chí có cả tiếng xé da xé thịt. Sau đó, tất cả đều yên lặng. Giải quyết xong rồi. Công Thụy Tinh cố gắng làm giọng nói của mình bình thường, nhưng Văn Vũ có thể xác định được ông ta đang làm bộ. Tuy rằng bây giờ Văn Vũ không thể phát huy được thực lực, nhưng thính giác cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Ma vật vừa rồi đã đánh trúng thân thể Tôn Thụy Tinh 3 lần. Ma vật cấp 3, đánh trúng Tôn Thụy Tinh cấp 2, 3 lần. Không có thuốc trị liệu à? Văn Vũ hỏi. Tôn Thụy Tinh gật đầu, sau đó mới phản ứng lại, bây giờ Văn Vũ là một người mù không có, còn chút băng vải, chờ tôi băng bó vết thương một chút đã. Ừ. Sau đó là tiếng băng vải quấn quanh vết thương, còn cả tiếng trên nhẹ của Tôn Thụy Tinh. Đi thôi. Tôn Thụy Tinh bế tứ hoàng tử, sau đó cổng văn vũ lên vai, tiếp tục đi về phía đông. Bước chân hơi loạn choạng nhưng vẫn kiên quyết như trước. Con đường phía trước không dễ đi. May mà không gặp phải quá nhiều ma vật. Nơi này chỉ có ba đợt. Hai ngày liên tiếp, Tôn Thụy Tinh gặp phải ba làn sóng ma vật. Tránh được hai làn sóng, còn một làn sóng cuối cùng bị Tôn Thụy Tinh xử lý. Văn Vũ không biết kỹ năng thứ hai của Tôn Thụy Tinh là gì, nhưng chắc phải là một năng lực rất mạnh mẽ. Loại năng lực này đủ để Tôn Thụy Tinh giữ được một mạng. Chỉ giữ được đúng một mạng mà thôi. Bột. Đây là âm thanh Văn Vũ rơi trên mặt đất. Tôn Thụy Tinh ở bên cạnh thở hồng hộc tôn thụy tinh bị thương nặng đến mức ngay cả trọng lượng hiện tại của văn vũ mà cũng không chịu nổi anh tự đi một mình đi anh chắc cũng tự biết thân thể mình đã không chịu đựng nổi nữa rồi tôi tự có tính toán hơn nữa sắp tới nơi rồi lập tức giọng nói yếu ớt của tôn thụy tinh truyền đến sau đó run rẩy nắm lấy văn vũ tiếp tục đi về phía trước văn vũ nằm trên người tôn thụy tinh cảm thấy hơi ướt át đó là máu của tôn thụy tinh sắp đến rồi Lập tức, bước chân của Tôn Thụy Tinh lão đảo, sau đó lại kiên trì đứng thẳng, tiếp tục đi về phía trước. Cố gắng chịu đựng, sắp đến rồi, sắp rồi. Người lên tiếng là Văn Vũ. Bây giờ nếu nói từ bỏ cũng vô ích, điều Văn Vũ có thể làm là cổ vũ Tôn Thụy Tinh, cố gắng đánh thức ý chí sinh tồn cho Tôn Thụy Tinh. Đúng rồi, hãy kể cho tôi nghe về con gái của anh đi. Con gái của tôi à? Nghe thấy vấn đề này của Văn Vũ. Giọng nói của Tôn Thụy Tinh cao hơn hai phần. Con gái tôi đang học đại học Yên Kinh, cậu không biết đâu, con gái tôi là đại minh tinh của Trấn Hoa Lâm đấy. Con gái tôi là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái ở Trấn Hoa Lâm. Ngày nhập học, cả Lý Toàn An cũng đến nhà chúng tôi. Tôn Thụy Tinh mặt mày hớn hở, như thế đang nghĩ về những ngày tháng ấm áp trước đây. Lý Toàn An là trường trấn, ông ta đến nhà chúng tôi, thưởng cho chúng tôi 100 nghìn, nói là tôi biết cách giáo dục con cái, đây là phần thưởng của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, ông đây vất vả cả đời nuôi con gái ăn học, cuối cùng cũng có thể có tiền rồi. Nhưng tất cả là do bà vợ hoang phí của tôi. Bà ấy cầm hết 100.000 đi ra ngoài đánh cược, thua sạch sành xanh. Tôi tức giận nên lập tức đòi ly hôn. Cái bà vợ phá sản này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.